Hùng Lê xin được kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tuần vào ngày thứ 6 trên kênh Chứng khoán Chiến binh trên từng con sóng. Thế thì đây là một cái bản tin rất là quen thuộc với cá nhân Hùng Lê cũng như tất cả những anh chị em cộng đồng nhà đầu tư đã biết đến Hùng Lê trong cái thời gian vừa qua. Và bản tin này thì thông thường Hùng Lê sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là chúng ta sẽ review lại tất cả những cái kịch bản mà chúng ta đã nói đến ở thị trường chứng khoán trong tuần vừa qua, tức là tuần thứ 2 của tháng thứ 3. Ở phần thứ 2 thì chúng ta sẽ view lại các cái mã cổ phiếu của các cái nhóm ngành khá là cơ bản. Và phần thứ 3 thì Hùng sẽ có một vài ý để trao đổi cùng với tất cả những anh chị em về xu hướng thị trường trong cái tuần giao dịch mới. Thì như Hùng có chia sẻ trong cái thời gian vừa qua thì cái thứ nhất đó là cái hiện tượng mà sàn hốt liên tục bị lỗi. Chính vì vậy tất cả những cái phân tích định lượng của chúng ta thì có một bài báo đã viết đó là các cái dữ liệu của chúng ta sử dụng là dữ liệu méo mó. Bởi vì nó không phản ánh đúng cái thực trạng của thị trường và nó không phản ánh đúng cái cung cầu của cổ phiếu. Tuy nhiên thì ở trong một cái trạng thái như thế nào thì chúng ta cũng sẽ sử dụng ở trong một cái tình huống như vậy. Đó, vậy thì khi cái dữ liệu méo mó thì chúng ta sẽ đánh theo cái méo mó đó, và khi cái dữ liệu chuẩn thì chúng ta sẽ đánh theo cái dữ liệu chuẩn, thì chúng ta phải chủ động thích ứng. Cái câu chủ động thích ứng rất là hay, mình cảm thấy khá là tâm đắc, tức là trong cái hoàn cảnh nào thì chúng ta cũng sẽ phải thích ứng theo cái hoàn cảnh đó. Thì cái câu chuyện của sàn hốt nó bị lỗi nó ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhà đầu tư, ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền và ảnh hưởng rất lớn đến cái quy luật vận hành tự nhiên của thị trường. Đó là quy luật cung cầu, và cái quy luật đó nó bị bóp méo lại. Ví dụ như là một cái mã cổ phiếu lẽ ra nó sẽ đạt được cái target mà chúng ta kỳ vọng, nhưng nó lên đến đó nó khựng lại đó, và đến ngày hôm sau nó gặp thị trường xấu thì nó quay đầu giảm điểm lại đó. Hoặc là một cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể kỳ vọng mua được ở một cái vùng hỗ trợ nào đó, thế thì nó đang rơi thì bỗng dưng là đến cái đoạn đó thì dòng tiền nó bị khựng lại đó. Thì như vậy là đấy là những cái dữ liệu méo mó. Ở cái phần thứ hai nữa đó là một cái bước cản của thị trường chứng khoán mà cũng có nói đến, đó là trong cái thời gian tháng 3 này chính là cái thời gian mà các cái quỹ ngoại người ta cơ cấu rất là mạnh, và cơ cấu của người ta sẽ tập trung để người ta cơ cấu lại cái danh mục của quý 2 đó. Chính vì vậy nên là cái hoạt động này nó cũng một phần nào nó sẽ tác động lên cái xu hướng của thị trường chung. Và thêm một cái nữa đó là nội tại thị trường, tức là chúng ta có ba cái ý mà có thể cản đường VN Index và thị trường hoàn thiện và thị trường của chúng ta. Thì thêm một cái ý nữa đó là cái nội tại của thị trường thì cũng có đánh giá ở trên bản tin tuần rồi, đó là cái cách đánh của dòng tiền hiện tại đang khá là rời rạc. Và vì sao lại rời rạc thì chúng ta có thể đi chi tiết sâu về từng cái nhóm ngành, từng cái mã cổ phiếu thì chúng ta có thể nhận diện được cái điều đó. Và rất may là trong tuần vừa qua thì hai cái phiên kết tuần thì có được cái sự hỗ trợ của nhóm banh. Đó, hỗ trợ của nhóm banh, và hôm qua thì có một cái sự hồi phục của nhóm trụ nên là thị trường của chúng ta mới đi lại được cái vùng kháng cự ở cái vùng kháng cự tuần. Thì tuần cũ thì Hùng có đã ra cái bản tin video số 145, trong đó phân tích đánh giá thị trường từ vùng ngày 8 đến ngày 12 tháng 3. Thì Hùng có đánh giá rằng là thị trường của chúng ta sẽ tiếp tục gặp những cái khó khăn ở những cái vùng kháng cự mạnh, và chúng ta tiếp tục lấy các cái mốc hỗ trợ tuần và các mốc kháng cự tuần. Thì những cái mốc này các anh chị đã rất là quen thuộc với chúng ta ở trên tuần rồi đó. Và cùng với đó thì Hùng cũng có những cái bản tin phân tích hàng ngày, thì nó sẽ chi tiết hơn ở trên team không chat, nhận định không chat NO02. Thì đây là một cái team mà Hùng Lê dành để phân tích tất cả những cái mã cổ phiếu, rồi phân tích về thị trường, phân tích các cái hướng đi của thị trường cũng như các cái mã cổ phiếu hàng ngày và trực tuyến. Thì đây là những cái hỗ trợ hàng ngày, và một phần cái thông tin này thì cũng có đẩy ra chia sẻ cho tất cả những anh chị em trên các cái team cộng đồng, ví dụ R8, R9, R7 đó. Thì hiện tại là cái team R7 hiện tại là nó đang tràn rung rồi đó. Thì chúng ta có những đây các anh chị này, thứ nhất là ở trong cái phần mà thông tin liên hệ á, thì nó có các cái phần để đăng ký rung vào các room cộng đồng, nhưng mà đến thời điểm hiện tại là R8, R9 thì Hùng đã khóa này, còn R7 thì cũng đã bị tràn, và khả năng thì Hùng sẽ mở thêm một cái room cộng đồng tiếp theo. Và bắt đầu từ tháng 3 thì Hùng sẽ set up lại cái room cộng đồng lại, là chúng ta sẽ khóa chat và chúng ta sẽ nhận thông tin một chiều. Anh chị nào thích nhận một số các cái thông tin của Hùng Lê thì chúng ta sẽ vào để chúng ta nhận ở trên những cái bản tiện, những cái room đó, và cũng sẽ khóa lại. Còn những anh chị em mà đã cùng với ông Lê rồi thì đồng hành cùng ông Lê thì có thể
mở tài khoản theo cái link đây, cái link này là cái link mở tài khoản của ID quản lý của ông Lê đó, một vài cái ý như vậy. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào để chúng ta chúng ta sẽ nói về thị trường chung một chút. Thì các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây, đây là cái điểm sọc vòng đã cứ một tuần, kết thúc một tuần thì ông sẽ có một cái điểm sọc đứng như này để chúng ta xem được, chúng ta có một cái view rất là tổng quan đúng không ạ. Và cả 4 tuần rồi đó, 4 tuần đã trôi qua và VN Index của chúng ta đây, VN Index của chúng ta đây, vùng hỗ trợ của chúng ta đây 1150, đó chính là cái vùng hỗ trợ tuần Hùng đã đưa ra cho các anh chị để chúng ta biết được về đến đó thì thị trường có thể bật lên. Và thêm một cái nữa, cái vùng kháng cự của VN Index ở đây đó chính là vùng 1185 đến 1190 điểm, và chúng ta thấy 4 tuần rồi không công nổi qua, và tuần này thì kết tuần ở một cái trạng thái lửng lơ, tức là gần áp sát với cái vùng kháng cự. Đối với chỉ số VN30F1M phái sinh cũng như vậy, anh chị cũng có thể nhìn một cái góc độ rất là tổng quan về các cái vùng hỗ trợ đó, và cái vùng các cái vùng hỗ trợ của phái sinh thì chúng ta thường hay nói đến cái mốc hỗ trợ sâu của nó là 1150 điểm, và các cái mốc hỗ trợ biên trên này thì các anh chị cũng đã quen rồi, và cái vùng kháng cự của phái sinh ở đây nó là ở vùng 1195 đến 1200 điểm, thì cả 4 tuần nó cũng đã công đó, và nhưng mà nó vẫn đang bị thất bại ở đây đó, tuần này nó lên được đây cũng bị thất bại, và tuần này thì cũng trong hai phiên ngày hôm nay và ngày hôm qua thì cũng đã không thể công nổi qua cái vùng kháng cự đó. Cái vùng kháng cự nó rất là khó khăn các anh chị ạ đó, bởi vì đến thời điểm hiện tại là cũng không có nhìn thấy những cái dòng dẫn ấy, nó phải có những cái dòng dẫn để nó đánh break out lên, và cái thứ hai nữa là cái mạch đi của dòng tiền nó phải tốt. Đằng này là cứ đang đi thì nó khựng lại, cứ đến 14 giờ thì nó bị lỗi, ví dụ như vậy thì nó cũng sẽ rất khó khăn cho cái câu chuyện là dòng tiền có thể tiếp quản thị trường. Đối với chỉ số VN30 thì chúng ta cũng hoàn toàn tương tự như phái sinh, 1195 điểm đó là vùng kháng cự rất là mạnh. Và đối với chỉ số VN30 thì cũng đã lấy cái vùng biên vùng 1160 điểm, và có một mốc sâu hơn ở đây là vùng 1155 điểm ở đây, đó là những cái vùng hỗ trợ tương đối mạnh, tương đối tốt cho thị trường của chúng ta. Thì đấy là những cái kịch bản định hướng view ở trên bản tin tuần đó. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi phân tích. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ không phân tích nhiều các mã cổ phiếu, mà Hùng chủ đạo sẽ đi điểm qua một số các mã cổ phiếu. Những mã nào mà chưa được phân tích thì các anh chị có thể comment ở bên dưới dòng bản tin ở đây, thì Hùng sẽ thu xếp để Hùng trả lời tất cả cái comment của các anh chị ở dưới này đó, để chúng ta có một cái tuần giao dịch làm sao đấy nó được tốt nhất ở trên góc độ về mặt giao dịch, về mặt kỹ thuật. Thì đây thì Hùng cũng trên đây thì Hùng cũng đã đánh cái điểm xanh này, chính là cái điểm phiên ngày mùng 5 tháng 3 đúng không ạ? Ngày mùng 5 tháng 3 chính là phiên tuần trước, và chúng ta ra bản tin tuần video số 145 để chúng ta tiện chúng ta theo dõi. Thời điểm hiện tại VIX không có nhiều động lực, và hỗ trợ của VIX ở vùng 104.5, về cơ bản thì nó nằm ở đây thôi, còn vùng kháng cự thì đang nằm ở trên này. Xu hướng hiện tại là VIX sang tuần tới sẽ đi ở trong những biên kháng cự này, biên hỗ trợ này, trước khi mà có những lực đánh mạnh về dòng tiền thì lúc đó chúng ta sẽ có những cập nhật. Vinhome đó, trong bản tin tuần thì cũng đã có dự báo về cái xu hướng Vinhome có thể test cung lại về vùng 95. Cây nến này về đến vùng 95.2 ở suy sát đó, thì cái cách dự báo của chúng ta thì nó không thể tuyệt đối được các anh chị nhé, tương đối, tất cả những cái gì Hùng nói nó là tương đối, và đấy là những góc nhìn của Hùng Lê. Các anh chị cảm thấy ok, các thấy có thể dùng được cho mình thì chúng ta mang về dùng, mà chúng ta cảm thấy không dùng được thì thôi đó. Quan điểm Hùng rõ ràng như vậy, rất mở và rất chân thành, và tất cả những cái gì Hùng đang làm, Hùng đang nói, Hùng đang chia sẻ đó là muốn các anh chị tốt lên thế thôi, chấm hết. Còn nếu mà chúng ta chưa tốt, chúng ta cảm thấy là Hùng nói như vậy là xấu, Hùng làm như vậy là làm cho tôi thất bại, rồi làm cho tôi thế này thế kia, thì chúng ta có thể đi lựa chọn ở những cái dữ liệu khác. Dữ liệu bây giờ là dữ liệu mở đó, rất là ok. Thì sau khi mà Vinhome hồi phục về thì Vinhome lại đi về cái vùng 100 đến 102 này, thì khả năng cao thì sang tuần tới thì cái động lực của Vinhome cũng chưa có nhiều đâu. Sẽ lình trình ở quanh vùng 100, và nếu vùng 100 này bị phá thì nó lại có xu hướng test lại cùng dưới. VRE vẫn là một tiếp tục đi ngang ở trong biên 34 đến 34.8, và cũng chưa rõ cái ý tưởng về dòng tiền. Vì vậy nên các anh chị đang cầm VRE thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm đó, và VRE có một cái vùng hỗ trợ đây 32.8 tương đối là ổn. Xuất hiện một cái phiên đánh khoảng tầm trên độ 8 triệu cổ phiếu, mà VRE đánh thoát được khoảng vùng 34.8 đến vùng 35, thì như vậy thì
cái xu hướng để VRE vùng về vùng 36 đến vùng 37 là ok. SAB trong thời điểm hiện tại thì SAB cũng chưa có nhiều những cái động lực, và trong cái bản tin tuần cũng có dự báo những cái xu hướng về khả năng cổ phiếu này sẽ test lại về vùng 170, trên thực tế thì nó đi về đâu đó 173 và sau đó thì nó hồi phục lên. Thì đến thời điểm hiện tại thì SAB đã đi lại về cái biên, gọi là cái biên mà trước khi mà nó bị phá vỡ ở đây, đó là khoảng vùng 170-177 đến khoảng vùng 179 đó, vùng 177 đến vùng 179. Thì phiên giao dịch ngày thứ hai và phiên ngày thứ ba thì quan sát ở trong cái biên này, bởi vì khi mà cổ phiếu nó đạt được về cái biên hỗ trợ thì chúng ta sẽ xem một hai phiên để chúng ta đánh giá được thêm cái tín hiệu kỹ thuật của nó ở đây. Còn hiện tại nó đi về được biên hỗ trợ thì cơ bản là ổn. Khuyến nghị mua thì không bao giờ khuyến nghị mua những cái mã đấy. À có, nhưng mà phải đoạn nào nó nhìn thấy được uống bia nó ngon thì mới uống. Cổ phiếu Vinamilk trên bản tin phân tích tuần thì chúng ta có view về cái điểm 100, và trong tuần thì điểm này là điểm sâu nhất, nó về 99 và sau đó thì nó bật lên. Với tín hiệu bật lên như thế này thì Vinamilk lại chạm lại về đây, cái vùng này thấy vùng kháng cự 105 tương đối là mạnh. Và xu hướng của Vinamilk thì vẫn thời điểm hiện tại thì theo Hùng nó sẽ đi quanh cái biên 100 đến khoảng biên 103. Tức là gì? Tức là về nó sẽ có những cái điểm hồi phục này, về đây nó hồi phục lên. Đó, đây là một cái mũi tên xanh. Đó, và sau đó thì về đây nó chạm, nó lại hồi lại, nó lại chạm về đây và có những cái điểm kháng cự hỗ trợ ở đây thì nó lại hồi lên, tức là đánh ở trong một cái biên hẹp. GTN hệ sinh thái của Vinamilk thì GTN đến thời điểm hiện tại phiên ngày hôm nay nó khỏe hơn một tí nữa thì tốt. Vùng hỗ trợ của nó ở vùng 24.5 và hiện tại thì nó đang có xu hướng công lại vùng kháng cự 27 đây. Về đến vùng này thì chốt thôi, về đến vùng này chốt. GTN đoạn này cũng đang đánh ngắn. Cổ phiếu VLC là một mã cổ phiếu mà theo Hùng thì chúng ta sẽ nhìn ở trên một cái kênh xu thế về mặt trung hạn, và cái vùng kháng cự dày của nó ở đây vùng 43 đến 45 và đang tính toán lại các cái điểm gom, ví dụ có thể ở một điểm 40, sau đó điểm 2 có thể vùng 36 đến vùng 37, điểm 3 có thể ở vùng 32 đến vùng 32.5. Tức là khi một cái mã cổ phiếu mà chúng ta xác định đánh dài thì chúng ta sẽ gom dần ở những cái điểm hỗ trợ như vậy đó. Và mục tiêu thì VLC sau cái tái cơ cấu sẽ có những câu chuyện mà kỳ vọng nó sẽ tốt hơn, thì đấy là kỳ vọng nó dài dài hơn của VLC. Một số các mã cổ phiếu của nhóm ngành hàng không, VDC. VDC đến thời điểm hiện tại thì cũng gần như là đi ngang, và cái biên đi ngang của VDC ở đây vùng 135, hỗ trợ ngắn là khoảng vùng 133.4. Thì nếu mà nó vẫn giữ được ở trong cái biên này thì coi như chúng ta cứ cầm thôi để chúng ta chờ. Còn ngược lại nếu mà nó bị phá, nếu nó bị phá ở khoảng vùng 133.5 thì cũng xem xét bán. Rồi HVN, đó ông đã phân tích cho các anh chị một cái vùng view rất là ổn đúng không ạ? Đây, thì ổn như thế nào? Ví dụ đây, khi mà bản tin tuần, bản thân là khi mà những cái bản tin tuần ở trước này thì đã có nói đến các anh chị một cái hình elip ở đây. Đó chính là cái vùng đỉnh trên của nó là vùng 31.5. Chính là những cái vùng kháng cự, và không ai dạy gì mà chúng ta đi mua cổ phiếu ở vùng kháng cự cả. Đấy, rất, đó, khi các anh chị xem bản tin của Hùng thì chắc chắn các anh chị sẽ không đặt lệnh mua ở vùng 31.5. Nhưng những nhà đầu tư không xem thì sẽ đặt mua lệnh mua 31.5, thì ngay lập tức là mấy hôm sau đạp một phát đó về vùng 29 là lại bán ra xong nó lại hồi mua vào xong nó lại đạp cho một nhát nữa. Tức là cái câu chuyện là sai sẽ nối tiếp sai và đúng sẽ nối tiếp đúng. Vậy thì khi chúng ta có một cái view tổng thể, đó là vùng nào thì vùng chúng ta dự kiến mua và vùng nào thì vùng chúng ta dự kiến bán, cái đấy rất quan trọng. HVN có một vùng 31.5, đó là vùng kháng cự và vùng hỗ trợ của nó ở đây, đó là vùng 29-29.5. Với xu hướng hiện tại thì khả năng là cổ phiếu này sẽ quay về lại test lại nền ở đây, và sau test nền ở đây chúng ta xem các tín hiệu kỹ thuật thì nó lại có một cái nhịp hồi lên như này không. Đấy là cách đi cổ phiếu như vậy. Cổ phiếu AST là một mã cổ phiếu dự kiến đánh dài, và mục tiêu trong cái mục tiêu khi mà cổ phiếu AST break vùng 64 đúng không ạ, trong kịch bản tuần thì chúng ta kỳ vọng ở vùng 69 đến vùng 70. Tuy nhiên sau đó thì điểm này là điểm mà lấp lại vùng 64 bị thất bại. Khi mà lấp lại vùng 64 bị thất bại thì nó sẽ về cái vùng hỗ trợ thấp hơn ở đây, đó là khoảng vùng 62. Thì trong góc độ kỹ thuật ngắn hạn thì chúng ta sẽ quan sát
các cái tín hiệu kỹ thuật của cổ phiếu AST ở khoảng vùng quanh vùng 62, và vùng này không gãy lực cầu quay trở lại thì chúng ta lại túc tác, chúng ta lại gom lại từ đây. Bởi vì bản thân là AST chúng ta đang phân tích một cái sóng lên từ những cái vùng này và những cái điểm mua từ dưới này, và bây giờ chúng ta lên đến đây thì chúng ta không có sợ những cái điểm mua ở trên này. Đó, chỉ có những điều là các anh chị không có những cái điểm mua thấp ở này mà về trên này mua thì chúng ta sẽ rất là sợ. Cổ phiếu ACV. ACV thì có phân tích một cái sóng hồi từ vùng hỗ trợ 74 đến 75 cho mục tiêu là target 8x. Trong tuần thì ACV cũng đã có những điểm đánh lên và sau đó quay lại test cung, test nền, và các anh chị đã có thể nhìn thấy đây, những cái vùng hỗ trợ rất là mạnh. Đó, chạm hỗ trợ thì nó lại bật lên, chạm 75 thì nó lại bật lên. BVH và Mansan. BVH ở trong thời điểm hiện tại thì nó cũng chưa có nhiều cái dư địa để tăng mạnh, và ông nhận thấy rằng là cái cách đi của BVH ở thời điểm hiện tại trong một cái biên hỗ trợ ngắn 57.5 cho đến khoảng vùng giá 62, tức là cứ chạm hỗ trợ thì chúng ta sẽ mô phỏng cái cách đi của cổ phiếu như vậy, và trong cái mô phỏng như vậy thì chúng ta cũng có thể mường tượng được là đến cái đoạn nào thì chúng ta cần mua và đến cái đoạn nào thì chúng ta cần bán. Ở hệ sinh thái của Mansan, đó, Mansan thì đây, tức là khi mà Mansan chỉnh giảm rồi thì trên bản tin tuần đó chúng ta nói đến vùng 85-86.5 các anh chị, vùng này thì dự kiến là Mansan có thể hồi phục bật trở lại. Tín hiệu của Mansan thì nó có thể nó sẽ bám sát ở cái biên này thêm 1 đến 2 phiên trước khi mà lực cầu quay trở lại khoảng trên 3 đến 4 triệu cổ phiếu, thì cái đó thì chúng ta mới có thêm những cái định lượng tiếp theo. MML thì đó, nó cũng một cái bức tranh rất là tổng thể của nó từ vùng 50, và cái vùng kháng cự của nó ở đây đó là vùng 54 đến vùng 55, các anh chị có thể nhìn thấy đây những điểm đánh lên đó, những điểm đánh lên. Về mặt lý thuyết thì chắc chắn là MML sẽ đánh về khoảng vùng 54 đến 55 ở trong cái tuần tới, và chúng ta sẽ canh để chúng ta chốt đó, về đến vùng kháng cự thì chúng ta mang hàng đã chốt. MSR là một mã cổ phiếu cũng rất là hay trong họ Mansan, vùng thường xuyên theo dõi và phân tích, thì ngắn hạn thì đang có những cái điểm test về vùng 22, vùng kháng cự của nó ở đây vùng 23 đến vùng 23.5, hồi lên đây các anh chị có hàng canh chốt. MWG và PNG. MWG thời điểm hiện tại là cũng chưa có nhiều dư địa. Trong cái bản tin tuần trước các anh chị nhớ Hùng vẽ cái hình elip ở đây, đó là chính là cái vùng mà chúng ta nói đến cái câu chuyện là nếu mà cổ phiếu mà bị vi phạm, tức là nó bị mất những cái vùng, ví dụ vùng 129 ở đây, thì nó sẽ có xu hướng đi về test nền, và trong tuần thì đã có hai phiên hồi lại, nhưng cái điểm hồi này thì đấy đến phiên T3 thì nó lại bị đổ lại đó. Những cái điểm mua này nó rất là tù túng, các anh chị hiểu cái từ tù túng không? Đó, nó tù lắm, những cái điểm mua này rất tù, và gần như ít khi mà ví dụ trong team Hùng Lê mà anh chị nào hỏi là MWG ở những thời điểm này có mua được hay không, câu trả lời sẽ là không. Đó, nếu có hàng thì chúng ta cầm lại, bởi vì những cái điểm mua này nó rất là tù, nó T3 về phát là nó lại bị hãm lại ngay đó, tuần triệt. Nếu mà ai mà biết xem tử vi không, đây là tuần, tức là đến cái đoạn này nó tuần đó, là đến cái đoạn này là kiểu gì cũng bị quan bắt đấy, kiểu như thế, nó tù lắm, nó khó. Trong đoạn này trụ chưa nhìn thấy cái sự. PNG thì có tiếp tục đánh giá cái trạng thái đi ngang lình xình ở quanh vùng 83 đến vùng 85 với lực cầu thấp, dòng tiền đi ngang. Cổ phiếu chưa có nhiều động lực và tạm thời thì sẽ tiếp tục quan sát thêm. Chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành nhựa, thì nhóm ngành nhựa là nó cũng được hưởng lợi một số các cái tín hiệu tích cực từ đầu tư công. Tất nhiên là cái nhựa mà để cấu thành nên cái cấu trúc của vật liệu xây dựng, các cái công trình xây dựng nó không được nhiều như là sắt thép, xi măng và đá. Đó, nhưng nhựa thì nó cũng có một phần nào đó, và Bình Minh thì cũng đã đưa cho các anh chị đây một cái biên ở biên 61 đến biên 62, và dự kiến Bình Minh sẽ phục hồi từ đây. Thì đây chính là những cái vùng mà chúng ta bắt cổ phiếu, chứ không phải là những cái vùng mà nó trời ơi đất hỡi ở trên này các anh chị mua. Ok, cổ phiếu ba con A sau khi nó break đây và nó đang có tín hiệu là quay lại test nền, thì những điểm test nền nó chắc chắn nó sẽ lấp về vùng 15.8, và những cái điểm này nó lấp đẹp nhất là nó sẽ lấp
ở vùng này, và sâu hơn á, sâu hơn thì các anh chị có thể tính toán thêm cả điểm 15 năm nữa. Tức là cổ phiếu ba con A có thể cho phép lấp về vùng 15 năm và chúng ta không vội vàng thì chúng ta phải đua theo những cái phiên như này cả. Về đến vùng 15.5 ở đây rồi, nó tích lũy, nó ổn định lại ở đây rồi, lực cầu các thứ ngon lành rồi, chúng ta lại tiếp tục. Đó, chúng ta đang có hàng, chúng ta tiếp tục mua để chúng ta kỳ vọng ở nhịp này khoảng vùng 17 năm đến vùng 18 của nhóm ngành nhựa. Cổ phiếu DAG xong rồi, hay rồi. Đó, cũng đã hướng dẫn các anh chị một cái phương pháp chém cá ở trên tớt, bởi vì rõ ràng là trong một cái rất nhiều những cái tài khoản bị kẹp hàng ở vùng này. Đó, thì khi mà cổ phiếu DAG rơi về thì bản thân là chúng ta đã có cái vùng hỗ trợ 58 đến vùng 6 thì chúng ta tập trung để chúng ta bắt một nhịp thứ nhất. Sau đó chúng ta tiếp tục phân tích ở vùng 6.35 đến vùng 6.4 bắt nhịp thứ hai. Và đến cái điểm test cung ở vùng 6.6 có thể bắt điểm thứ ba, thậm chí là trong cái phiên giao dịch của ngày thứ mấy đây này, chúng ta gọi bắt điểm thứ tư. Đó, mùng 10 tháng 3. Thì hiện tại là cổ phiếu này sẽ có xu hướng test lại quanh biên kháng cự 7 đến 7.2 và cũng đang kỳ vọng là nó test nhẹ nhàng ở biên trên, tức là đi sát ở trên cái 7.15 ấy, ở cái biên trung bình này, để kỳ vọng em này sẽ đánh về khoảng vùng 7.5 đến vùng 8. Như vậy là đến cái vùng này thì gần như là chúng ta cũng đã hoàn thành một cái mục tiêu đánh một cái sóng hồi. Đó, phương pháp nó là như vậy. Rồi, trong nhóm nhựa này có mã cổ phiếu PLP cũng là mã rất hay. Về bản thân thì mã này mình khá là có duyên. Trong tuần thì em này cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu 11/11 và đang dự kiến là mắc của nhịp này sẽ có thể đánh lên được vùng 12 cộng. Và về đến vùng này thì chúng ta cũng sẽ canh chốt. Đó, canh chốt cho những anh chị nào mà không xem bản tin của ông Lê tiếp tục mua. G, chúng ta phân tích G. Chúng ta phân tích G thì trong cái thời điểm hiện tại cũng chưa có nhiều. Và trong bản tin tuần trước thì có nói đến cái hình elip ở đây, vùng 54 đến khoảng vùng 55 nếu bị mất thì nó sẽ bị xấu. Trên thực tế thì em này em mới tiếp tục đi ngang ở quanh vùng 55 với một cái lượng vốn khá là thấp và cũng dòng tiền đi ngang, thì như thế này thì nó cũng chưa có nhiều cái dư địa. Cũng có thể từ vùng hỗ trợ này thì có hai phương án sẽ hoàn toàn có thể xảy ra. Một là nó sẽ bật mạnh, đó, hai là nó sẽ có một cái cú đạp ở đây thì nó sẽ có cái tín hiệu. Các anh chị lưu ý, chúng ta sẽ có một cái tín hiệu xác nhận ở đây, tức là sau một cái bình nguyên thì nó sẽ là chân trời hay vực thẳm. Đó, nhớ câu nói đấy của ông Lê để sau chúng ta tập phân tích. FPT hiện tại thì cũng chưa có gì đột biến, 75 đến 76.5 vẫn là biên hỗ trợ kháng cự ở đây, mục tiêu là vùng 8x. Tức là gì? Có nghĩa là 75 mà không gãy thì cứ thế chúng ta cầm cho một cái mục tiêu 8x, còn nếu mà gãy 75 thôi chốt tạm. DGW trong vùng giá mục tiêu, chúng ta có nói đến mục tiêu của em này đánh lên vùng 120. Thì về mặt lý thuyết là FPT nó đã bị Dijua bỏ xa rất xa. Đó, và như vậy thì khả năng FPT cũng phải gia nhập cái câu lạc bộ 100, chứ còn nếu mà vẫn cứ lình khừng ở vùng 7x thì buồn lắm. Và FPT, quay lại cái FPT cũng nói lại một tí, tức là FPT đây, nó có một cái cách đi của FPT rất hay, các anh chị để ý ở vùng này nhá, nó đi ngang rất dài và sau đó thì nó có một tín hiệu để đánh xác nhận là break lên đó, và sau đó thì cũng đây là những cái trạng thái đi, và mọi người vẫn bảo đây là ông già đấy, hoặc là ví dụ đây cũng một nhịp như vậy, nó đi rất là chậm rất là dài và sau đó thì nó có những cú break out lên, thì đây cũng như vậy, chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng là FPT cũng phải gia nhập câu lạc bộ 100x, 100 như vậy, gọi là 10x chứ lại ai lại cứ lừng khừng mãi này chán lắm. DGW mục tiêu là vùng 120 các anh chị nhé, chúng ta tiếp tục giữ em này, em mới đánh gớm đấy. Cổ phiếu CMG thì nói như nào nhỉ, nó chia sẻ rất là nhiều rồi, cách đi của em này thì khoảng tầm 2-3 cây gì đó đạt target, vùng 38 cộng vùng kháng cự nên bị đổ lại, và những điểm đổ lại đây khoảng quanh vùng 35, chúng ta sẽ quan sát thêm. ITD con ITD này là mẫu hình đánh dài đẹp rồi các anh chị, những cái điểm này là những cái điểm đánh này là chúng ta không mua, nhưng mà về đây là bắt đầu chúng ta mua này, đẹp rồi này. Đó, vùng 12-12.5, biên ở đây biên 12.25, tiếp tục cho mục tiêu khoảng vùng 14 cộng.
cổ phiếu ICT, ICT cũng đang nằm ở vùng hỗ trợ. Thì cái vùng hỗ trợ ở đây của nó là bao nhiêu? 21.5, ở cái vùng này thì chúng ta mua. Những cái vùng mà nó đánh lên đến đây rồi thì mua làm gì nữa? Vùng 24 thì mua làm gì nữa? 24 chúng ta mang hàng ra chốt. Cổ phiếu của nhóm ngành công nghệ thì nó chỉ có như vậy thôi. Đảo qua nhanh nhóm ngành xây lắp, bởi vì nhóm ngành xây lắp đến thời điểm hiện tại thì cũng không có nhìn thấy nhiều các cái dữ liệu. Novaland thì không có gì cả. Đó, đi mô phỏng cái hình đi của Novaland rồi cho các anh chị có thể xem rồi, đúng không ạ? Kháng cự đâu đó ở khoảng vùng giá 75-76 và hỗ trợ đâu đó ở vùng 77 đến vùng 78, cứ thế nó cứ vòng đi vòng lại thôi. CTD. Ở CTD thì đây chúng ta phân tích một cái sóng lên và chúng ta có nói đến hỗ trợ 72. Trong tuần thì nó có một cây nó đánh ao được qua vùng 76 này, 75-76, và sau đó thì cũng có dự báo vùng 77.5. Tức là cái biên 77.5 đến biên 79 là cổ tích công sẽ đi lại trong biên này và nó đi được 3 cây được các anh chị. Như vậy thì sẽ cần thêm cái tín hiệu để xác nhận. Ví dụ là sang tuần mà nó có cây tiêu này nến xanh nó vượt cái vùng 79, như vậy đấy là cái vùng mà chúng ta hoàn toàn đang cầm, chúng ta hoàn toàn có thể canh mua thêm. Ba phiên test cung vôn thấp ổn, và với cách đi như này thì dự báo, tức là dự báo anh chị nhé, dự báo giống như dự báo thời tiết đó, nó có thể đúng nó có thể sai nhưng phần đa nó là đúng đấy. Thì cái cách thức của chúng ta như vậy là dự báo là cổ tích công sẽ tiếp tục đánh. Cổ phiếu HTN nhiều anh chị cứ hỏi mua, mua gì giờ này nữa, vùng 45 là vùng kháng cự, khả năng nó sẽ có những nhịp chỉnh kỹ thuật ở đây. Và cái biên đi của HTN trong thời điểm hiện tại là 40-45. HDC ở đây break rồi, nhưng break xong thì ông phải test lại và sẽ có những điểm test lại 44.5. Điểm này mà không gãy thì như vậy là chúng ta cũng có thể kỳ vọng trong nhịp này thì HDC đã đánh tiếp lên khoảng vùng 49. HDG trong tuần vừa qua tăng khá là tốt. Sau khi mà nó có những điểm chỉnh đây, đó anh chị, cái hình elip vùng vẽ này 42-43, nó không, cái vùng này nó cũng bị mất và nó đi về vùng này thì nó bật lên trong một cái phiên giao dịch, đây là phiên ngày mùng 9 tháng 3, và sau phiên này thì đang có 3 phiên test đẹp không gãy 46, và với cái dư địa này, với cái cách đi này thì HDG cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng ở target khoảng vùng giá 5x. HBC cũng nhiều người hỏi mua, tại sao chúng ta phải mua ở vùng kháng cự trời? Cái vùng 19.5 đến vùng 20, đây là cái vùng mà chúng ta mang hàng ra để chúng ta chốt. Đó, vùng mang hàng này vùng ra chốt. HBC thì cũng có một cái quy định như sau, nếu như gãy 18.5 là xấu, thì gãy vùng này thì ví dụ như chúng ta nắm 1.000 cổ phiếu thì chúng ta có thể ra đi khoảng 30%. Đó. Sau đó tiếp tục nó có thể nó sẽ về vùng 18, chúng ta sẽ quan sát thêm, nếu vùng 18 bị gãy thì chúng ta có thể ra tiếp 30% nữa là 60%. Nhưng ngược lại vùng 18 tích lũy lại được và lại có một cái lực cầu bật ở đây thì chúng ta lại canh, chúng ta mua lại 30% chúng ta đã bán. Tức là cái cách vận hành của một cái mã cổ phiếu trong một trend lên và trong một trend xuống các anh chị làm phải rất nhuần nhuyễn. Đó, thì chúng ta sẽ rất là ok trong các cái pha vận hành của nó. Ở HBC bây giờ không mua nữa và sẽ canh để chốt. VCS. VCS ở trong cái dư địa và trong cái phân tích tuần thì chúng ta kỳ vọng lên vùng 95, hôm nay lên được bao nhiêu đây, lên được 93.4, cách khoảng 1.500 nữa thì bị đổ lại. Cái đổ lại này thì trên góc độ kỹ thuật thì nó vẫn là tích cực vì nó đang test lại vùng 90, chưa gãy vùng 90 này khá là ổn, hôm nay kéo lên 91. Thì phiên giao dịch ngày thứ hai, phiên ngày thứ ba chúng ta có thể quan sát ở vùng này để chúng ta kỳ vọng là em mới không bị gãy vùng 90 thì cái dư địa để đánh lên trong nhịp này của VCS là còn, chúng ta sẽ tiếp tục cầm. Đạt Phương trong tuần thì đã break vùng 3x và sau đó test cung lại vùng 3x, hai phiên rất đẹp, dòng tiền tương đối là ổn định và dự kiến nhịp này Đạt Phương sẽ về khoảng vùng 33 cộng. CRE là một mã cổ phiếu mùng trong các cái bản tin phân tích tuần thì khuyến nghị mua khi mà CRE đang có những cái nền tảng tích lũy ở vùng 23 đến vùng 23.5. Các anh chị có thể xem lại những bản tin ở cái vùng này, tức là ở khoảng những cái vùng 25 tháng 2 ấy, đó, những cái bản tin mà trong vùng đó. Và tuần này thì coi như là cổ phiếu đã
hoàn thành cái mốc 26.5 trên 26.5, và dự kiến sau khi mà nó hoàn thành mốc này thì nó lại đi về test cung. Test đẹp thì nó ở biên trên, test xấu hơn thì nó nằm ở biên dưới để tiếp tục hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đâu đó dự kiến khoảng vùng 28.5 đến vùng 29. CCL là một mã cổ phiếu được khuyến nghị mua ở vùng thấp ở dưới này. Sau đó thì chúng ta có nói đến cái vùng hỗ trợ 12.5, 12.7. Tuần này thì em mới đánh rất là mạnh và suýt soát nữa thì hoàn thành vùng 16. Phiên này đi được 15.5, cách tí tẹo nữa thôi, cố thêm tí nữa thì đẹp. Rồi, và về đến cái vùng này rồi thì bây giờ sẽ lấy cái vùng 14 làm vùng đệm, tức là cổ phiếu không gãy 14 thì cầm, gãy 14 thì canh chốt bớt một phần để chúng ta lại về cái vùng thấp này, chúng ta có tiền để chúng ta mua lại hàng. Tức là trong tài khoản của chúng ta luôn luôn có CCL. Đó, cái cách đánh trong một cái trend trung hạn, bởi vì ông nhìn CCL là trend trung hạn đấy nhá. Không có thằng nào có thể cản được ông này nữa. Thế thì khi mà đánh trend trung hạn thì chúng ta đánh là trong tài khoản khi nào cũng có cổ phiếu này và cứ kháng cự này, tôi ra một ít hàng về hỗ trợ tôi lại mua lại đúng cái phần tôi bán đi. Đó, các anh chị cứ thử vận hành cái phương pháp đấy mà xem, sau này mình nhuần nhuyễn cái đấy đánh sướng lắm. C2 rồi, tuần này cũng hoàn thành 23.5 trên 23.5, dự kiến có thể maximum nó lên lên được khoảng vùng 24.5. Thì về đến vùng này thì chúng ta sẽ canh, chúng ta sẽ canh chốt. Đó, về đến vùng này chúng ta canh chốt. Thế thôi, hỗ trợ mua vào kháng cự thì bán. Dễ như vậy thôi. DRH tuần này thì cũng chính thức là 11.5 trên 11.5, phiên ngày hôm nay không giữ được này, không giữ được nhịp. Thì ông chỉ kỳ vọng là nhịp này thì maximum nó sẽ đi lên được khoảng tầm vùng 11.5 đến vùng 12 thôi. Thì anh chị có hàng canh chốt. C32 thì cũng như vậy, C32 là trên bản tin tuần là đã hoàn thành ở đây này, cái vùng 28.5, 28.5 và nó đang có những cái điểm đánh qua. Thì những điểm đánh qua này thì max có thể đạt được đến khoảng vùng 29.5 đến vùng 30, cũng canh chốt. Sell ở thời điểm hiện tại trong đây sell vùng 13. 13 là kháng cự này, trong đây 13 thì bây giờ là sell là đang sau khi mà về 3 thì cái điểm test cung này 11.5, 12 là 1 2 3, 3 phiên test tương đối ổn. Như thế này là được rồi, thì chúng ta vẫn kỳ vọng là sell đánh về 13, và các anh chị đang cầm hàng á thì chúng ta canh về vùng 13 thì chúng ta ra đi một phần. Nó đánh lên được khoảng vùng 14 ấy. Đó thì chúng ta lại ra tiếp một phần nữa, còn phần còn lại chúng ta neo. Neo đến đỉnh, tức là cái cách thức là chúng ta chốt cổ phiếu đến đỉnh, ví dụ như phần 13 chúng ta ra 30%, có này đến 14 ra 30%. Còn 40% nữa tôi cầm, thì khi đó thì các anh chị muốn cầm đến đâu cũng được. Đấy, cái cách như vậy. Đất xanh thì cũng chưa có nhiều dư địa, đất xanh chưa có nhiều dư địa. Bản thân đất xanh, đây các anh chị nó lật lại để chúng ta nói lại về quá khứ một tí. Tức là khi mà bản tin tuần thì nó nằm ở đây, có vẽ cái hình elip này, và cái hình elip này nó nói những cái gì, nói đến cái điểm 21.5 là cái điểm mà đất xanh mà giữ được thì coi như là vẫn còn ổn, nhưng mà gãy 21.5 thì các anh chị nhìn thấy đây, trong tuần là nó vẫn giữ được cái vùng 21.5. Nó bật lên nhưng mà bật lên nó tù lắm. Đấy, về đến cái vùng đây, vùng 25 đến vùng 25.5 nó lại bị quay trở lại, nó có xu hướng quay lại test nền. Đoạn này thì nó cũng những cái điểm mua mới là nó gần như nó không có. LDG thì đang quay lại test biên và biên dự kiến test 77 đến 79 trước khi mà có những cái tín hiệu tiếp theo. DG phiên nay có một cái lực cầu tương đối mạnh và nó lại cái vùng kháng cự ngắn là vùng 32 nên nó bị rụt đầu lại này. Về mặt kỳ vọng thì nhịp này có thể đi được về khoảng vùng 33.5, 33.5 đến khoảng vùng 34, tức là về lại cái vùng kháng cự đây. Thế thôi, nói chung là cũng không có kỳ vọng hơn, nhịp này nó cũng tù lắm, đi nó hơi tù. Cổ phiếu Fecom trong tuần thì đã đánh thành công break cái vùng 14 và sau đó thì nó có khoảng 3 phiên test nhẹ ở trên vùng 14.3, như thế này là cũng khá là đẹp. Với lực cầu trên 3 triệu cổ phiếu rất là ok. Với dư địa này thì Fecom sẽ có thể tiếp tục đánh, và những anh chị đang cầm hàng thì chúng ta có thể canh mua thêm ở quanh vùng mua thêm ở quanh vùng 14.5 cho một cái dự kiến có thể đánh được trong vùng này khoảng vùng 16 cộng.
LCG cũng đã đánh break nền 16 và nó đang có những cái điểm test cung, và những điểm test cung trong hình Elliptic. Đó, hình Elliptic này nó nói những cái gì thì các anh chị có thể xem lại những cái bản tin tuần trước của ông Lê. Và với một cái dự kiến là với cái tín hiệu này thì chúng ta sẽ kỳ vọng LCG sẽ tiếp tục đánh. Mắc thì khoảng vùng 18 đến vùng 19 là được. Cổ phiếu nha, sổ số đó, khi mà cái con này ấy, nó đi ngang ở vùng này ấy, thì Hùng có nói với các anh chị đúng không ạ, nếu như nó không gãy vùng 3x thì cứ thế cầm, không có sao cả. Và sau đó thì nó đánh trần liên tục. Phiên ngày hôm nay này có một cái lượng hàng ra, đây là một cái tín hiệu mà nó cảnh báo những cái dấu hiệu rủi ro bắt đầu, và đây chính là những cái vùng mà anh chị nào mà nhanh chân nhanh tay lẹ mắt là đang có hàng và bán ở vùng này, nó là 10 điểm, tức là tuyệt đối. Theo quan điểm của Hùng đó là điểm bán tuyệt đối, còn bán xong nó có thể lên hay không thì đấy là lên tiếp thì đấy là câu chuyện của cổ phiếu, nhưng bán được những cái phiên như phiên hôm nay nó là tuyệt đối. Cổ phiếu này thì nó đấy mô phỏng ngắn gọn như vậy thôi, 20 và biên ở đây là biên 22.6 cho các anh chị đó. Rồi nhóm sẽ lắp thì có thêm con Từ Liêm nữa. Nhà Từ Liêm thì cũng một cái mô hình vận động rất là ngắn ở trong một cái biên, đó là 26 đến khoảng vùng 29 cho các anh chị. Rồi nhóm sẽ lắp xong. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi view sang nhóm ngành dầu khí. Thì nhóm dầu khí đến thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn thấy có một cái sự căng cơ nhất định nào đó, sau một giai đoạn thăng hoa. Chính vì vậy nên chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng trong cái thời điểm hiện tại. Và cái con chim đầu đàn đó là GAT, thì GAT đã đạt được cái target phân tích kỳ vọng vùng, đó là vùng 95/95 đó, các cụ dạy rồi đúng không ạ, biết đủ là đủ. Vậy thì đến cái vùng này chúng ta chốt, và xu hướng hiện tại thì GAT sẽ đang có xu hướng quay về test lại vùng 90. Thì sang tuần thì cũng sẽ quan sát thêm ở vùng 90 thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích định lượng, một là phân tích định lượng trực tuyến ở trên Zalo để hỗ trợ nhà đầu tư, hai là sẽ chia sẻ ra các cái team cộng đồng. PLX đúng không? PLX cũng đang gặp một cái sự căng cứng, và bản thân thì trong cái nhịp đi lên này thì cũng đã nói đến các anh chị cái vùng 59 đến vùng 60. Ở cái vùng này chính là cái vùng mà có hàng thì mang ra mà chốt, chứ làm sao lại phải mua ở những cái vùng như thế này đúng không? Không còn thơm, không còn đẹp nữa. Bởi vì các anh chị biết là chúng ta đã phân tích một cái nhịp đi lên của PLX rằng rẵng là một nhịp này, chỉnh này, nhịp thứ hai này, chỉnh này, nhịp thứ ba. Tức là chúng ta phân tích một cái trend lên của PLX 3 nhịp rồi, và đến cái nhịp này nữa mà vẫn còn mua nữa thì cũng không thể hiểu được nổi là ra như nào. Thì PLX đến thời điểm hiện tại là chúng ta sẽ quan sát ở biên 56, phiên này thì bị mất biên 56. Trường hợp nếu như phiên ngày thứ 2 tuần tới nó có một cái cây nến xanh đỏ đặc, cây nến đỏ đặc kéo xuống như thế này thì như vậy là xu hướng của PLX sẽ rất xấu. Còn ngược lại nó vẫn đi bám được trên cái biên 56 thì như vậy thì vẫn còn coi như chấp nhận được đối với PLX. Rồi bộ ba đầu tiên PVS, đến thời điểm hiện tại trong cái vùng mục tiêu đó là PVS ở vùng 25.5 đến vùng 26, đây cây nến đạt được ở trong tuần vừa qua. Và sau đó thì vùng chỉnh cung dự kiến 24 đến 24.5 thì chúng ta tiếp tục quan sát vùng cung chỉnh cung này thôi, chưa có định lượng thêm. PVD mục tiêu là đánh về vùng 26.5 đến vùng 27, và trong tuần cao nhất chạm được vùng 26.3, suy soát lên được 26.5, tí nữa thì lên. Và sau đó thì cổ phiếu này đang đi về những cái nhịp test cung, và những cái nhịp test cung này thì tạm thời thì quan điểm vùng là chúng ta sẽ quan sát ở đây. Bởi vì như thế này, cái tín hiệu như thế này nó sẽ đi khá rất là khó để chúng ta định lượng thêm, và chúng ta cần thêm những cái tín hiệu kỹ thuật ở quanh vùng 24. PVT chạm vùng kháng cự, đó, vùng kháng cự đây các anh chị, vùng kháng cự đây, và cây nến này nó chạm kháng cự phát thì nó bị đổ lại. Và cái vùng kháng cự là vùng mạnh nhất là vùng 19.5, nhưng trên mặt lý thuyết đó là vùng 18.5 đến vùng 19. Nó thì trong phiên này là nó đánh qua vùng 19 một tí và nó bị đổ lại. Như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng ở vùng 17.5 sẽ là vùng hỗ trợ. Đó, mua thì chúng ta sẽ chờ ở vùng 17.5. Không có vội vàng gì mà chúng ta phải mua ở những vùng giá cao, đúng không? Rồi, con PET đánh hơi nháo, nhưng mà con này đầu cơ mà các anh chị nói nó láo thì cũng không đúng.
nhưng mà thấy con này nó đánh láo lắm, láo thật chứ không phải láo vừa đâu. Rồi trong tuần thì sau sau phiên kết tuần thì nó đã đánh được thoát cái vùng 20.5 và sau đó thì có hai phiên test đẹp. Với mục tiêu hiện tại thì PEG có thể đánh chạm vùng 24, các tài khoản đang cầm thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm rất đẹp. PEG sau khi mà chạm về vùng kháng cự ở đây vùng 8.3 đến 8.5 thì đã đổ lại trong tuần là đã đổ lại tích lũy nền, và đây là những cái điểm ở vùng 72 đến 75, đây chính là vùng mà chúng ta phải canh, chúng ta mua. Đó, chúng ta đừng có mua trên này các anh chị, chúng ta mua ở đây này, chúng ta mua ở vùng hỗ trợ này này. Đấy. Rồi, bộ 3 top 2 gồm có POV kép. Thì sau một gọi là sau những phiên đánh thăng hoa thì POV kép quay về test cung. Đấy, không có gì phải vội cả. 13.4. 13.4 sẽ là những điểm gom tiếp theo cho các cái tài khoản mà chúng ta đang có vị thế rồi, thì chúng ta sẽ canh ở điểm này. Với kỳ vọng là về đến đây xong đó thì nó lại dòng tiền quay trở lại đánh bật lên. Cổ phiếu OI hoàn thành cái target 16/16 trên bản tin phân tích tuần. Sau đó thì nó cũng quay về test cung thôi, và những điểm test cung thì cũng đã có phân tích ở trên room cho các anh chị, 13.9 đến vùng 14.3. Đây ví dụ thử search OI này. Đó thì nó cái này nó giống như là cái mùng 9 tháng 3 nhóm P ngày mùng 10 tháng 3. Đó. Ví dụ trong phiên ngày hôm qua đấy. Quan sát và chúng ta sẽ đánh giá trước ba cái em này, đó ví dụ là tọa độ rơi và dự kiến sẽ tích lũy ở vùng này. Hoặc là ví dụ như BSR chẳng hạn, có đánh giá BSR có thể đánh giá những cái vùng mà cổ phiếu có thể chỉnh cung về lại. Đấy, ví dụ nhóm 9 ngày 9 tháng 3 xem nào. Đấy, hoặc là 7 tháng 3. Nó có hết tất cả những cái mã cổ phiếu. Phiên mai test đẹp 15.5 đến 16 canh thêm. Đấy, ví dụ ngày 7 tháng 3 này chúng ta có đánh giá thêm những cái điểm về cổ phiếu BSR. OI thì chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên mục tiêu các anh chị nhé, vẫn giữ nguyên mục tiêu 13.9, 14.3 để chúng ta canh lại. Hai phiên tuần thì nó đang giữ được ở vùng 15, nhưng mà chúng ta cứ bình tĩnh, khả năng là sẽ có những cái giá rẻ hơn, chúng ta sẽ canh mua. BSR trong một phiên test thì cũng có dự kiến test về vùng 15.5, nó có hai cây test này, sau đó nó kéo lên. Và trong phiên ngày hôm nay thì nhiều anh chị hỏi mua thì cái cách mua nó đơn giản thôi. Giá nào sâu nhất trong phiên chúng ta mua, Hùng đặt hai bước giá 16.4, 16.5, nhưng chỉ khớp được 16.5 thôi, 16.4 không khớp được. Đó, ví dụ như vậy. Và mục tiêu tổng thể thì BSR vẫn đánh về vùng 18 cộng. Bởi vì BSR sóng này cũng là đẹp rồi đấy. Mà đẹp nhất nó đánh được khoảng về vùng 2x rồi chúng ta chốt thì đẹp. Khá là ok. Rồi chúng ta đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu của nhóm ngành banh và chứng khoán các anh chị nhé. Đấy, nhóm P chúng ta chỉ phân tích như vậy thôi. Biết thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái yếu tố đột biến. Vào lấy vùng 42 đến vùng 42.5 làm vùng hỗ trợ. Công thương cũng như vậy, công thương đi ngang suốt 3 tuần vừa qua. Và đối với công thương thì cái vùng ở đây nó là vùng 39 đến vùng 40, vẫn đang là vùng kháng cự mạnh. Các anh chị nào mà đang còn hàng thì chúng ta canh thì chúng ta chốt thôi. HD Bank và VB Bank. HD Bank thì trong tuần là nó đã chạm về cái vùng hỗ trợ 25.5 và bật lên. Những cái dư địa bật lên như này thì nó lại đưa cổ phiếu chạm về lại vùng 27 đến khoảng vùng 27.5, thì vùng này là vùng kháng cự rồi, thì khả năng nó lại lình xình ở đây. Đấy. Thế thì cái cách ở trong cái thời điểm hiện tại thì cũng có trao đổi với tất cả những anh chị em ở trên room, đó là chúng ta đánh ngắn, và chính vì đánh ngắn thì chúng ta cần phải có cái ngưỡng hỗ trợ, tức là chúng ta mua hỗ trợ và sau khi cổ phiếu về xong thì cổ phiếu lãi được khoảng 3-5% thì chúng ta chốt, tức là chúng ta chấp nhận đánh ngắn theo những cái biên hỗ trợ và kháng cự của thị trường mà thôi. Ở VB Bank thời điểm hiện tại thì khỏe, VB Bank là một mã cổ phiếu khỏe của ngành bank. Sau khi break vùng 42 và nó có điểm test cung, và những điểm test như này rất là khỏe, với lực cầu đánh mỗi phiên toàn tên trên 8 triệu cổ phiếu một phiên, như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng nhịp này VB Bank sẽ đánh về khoảng vùng 47 đến khoảng vùng 48, và VB Bank thì hiện tại đang là một cái mã cổ phiếu khá là ok của nhóm bank. MBB cũng là một cái mã cổ phiếu mà cũng kỳ vọng là khả năng sẽ đánh vượt đỉnh giống VB Bank.
Thì có đánh vượt đỉnh hay không thì chúng ta cần phải chờ. Và trong cái biên ngắn hạn thì các anh chị quan sát cho vùng vùng 27 đến vùng 28. Và khi có tín hiệu break vùng 29 với một lực cầu khoảng tầm 15 đến 30 triệu cổ phiếu thì khi đó thì chúng ta có thể mở thêm các cái điểm mua với các tài khoản đang có vị thế. Bởi vì với một cái cách đi như này thì cũng hoàn toàn kỳ vọng là nó sẽ oặn mình ở đây. Các anh chị ạ, nó sẽ oặn mình ở đây. Nó oặn mình ở cái điểm này, xong đó thì nó sẽ đánh thốc lên. Đó. Đó thì cái câu chuyện nó đánh hay không thì chúng ta cần phải có cái tín hiệu để chúng ta kiểm tra ở đây nữa. TCB và ACB. Tech thì cũng có nói rồi, nếu mà vẫn giữ được vùng 38 thì chúng ta cứ cầm, còn nếu mà gãy vùng 38 thì chúng ta canh để chúng ta chốt bớt. Hiện tại thì vùng kháng cự của nó vẫn là vùng 40 đến vùng 41 và có hay không một cái tín hiệu để đánh break nền giống như WeBank. Tức là trong thời điểm hiện tại thì chỉ còn trông chờ vào bank đánh break nền nữa thôi. Đó, không có ông nào có thể coi như là còn đủ sức để kéo thị trường đi cả. Và nếu mà break vùng 1.200 điểm thì có chỉ nhờ bank thôi. Và tất cả những em này đều phải đánh thoát hết cái nền. Ví dụ MBB thoát nền 29, Techcombank đánh thoát nền 42. Đó, VBank tiếp tục đánh. Đấy, thì tất cả những cái mã cổ phiếu mà có dư địa để có thể đánh thoát nền được thì cũng sẽ nói. ACB đến thời điểm hiện tại thì chưa có dư địa để đánh thoát nền. Và ACB thì nó cũng đang nằm ở trong một cái biên. Một cái biên ở đây đó là biên 31 và biên biên 33.5. Và tạm thời thì chúng ta sẽ quan sát ACB ở trong cái biên ngắn đó thôi. TP Bank thì cũng ở biên 28 và vùng kháng cự ở vùng 29.5 đến vùng 3x và tạm thời thì cũng chỉ quan sát ở trong biên này. Chúng ta phân tích ba con pen của nhóm bank gồm có STB. Về mặt lý thuyết thì trong tuần thì STB cũng đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu cũng có đặt ra ở đây, đó là vùng 18 đến vùng 18.2 là biên hỗ trợ và vùng 19.5 đến vùng 2x đây. Như vậy là hai lần. Lần thứ hai công lại vùng này và cũng đang bị dội lại. Thì khả năng sang tuần tới thì nó sẽ có những cái điểm lình trình ở quanh vùng 19. Sau đó thì cũng sẽ có thêm những cái phân tích tiếp theo. SHB như vậy là gì ạ? Như vậy là đây chúng ta sẽ view lại một cái cách tổng thể như sau. Đó là sau khi từ cái ngày 29 tháng 1 đó, chúng ta bắt đầu có một cái phân tích một sóng lên của SHB và rằng rẵng khoảng tầm độ mất 3-4 tuần ở đây. SHB đi ngang ở vùng hỗ trợ 15.5 và bắt đầu tuần này thì SHB bắt đầu đánh. Lực đánh hiện tại thì tương đối là mạnh rồi. Những cái phiên mà giao dịch cứ tầm trên 30-40 triệu cổ phiếu là ok rồi. Và với lực đánh hiện tại thì kỳ vọng là sẽ đánh thủng vùng 18. Và khi thủng vùng 18 thì chúng ta sẽ có thêm những cái định lượng tiếp theo. Liên Việt Postbank ngày hôm nay coi như là đóng cửa ở 16.5, tức là đúng cái vùng mục tiêu của chúng ta trên cái bản tin phân tích tuần. Thì bản thân là Liên Việt Postbank cũng là một cái mã cổ phiếu mà đang kỳ vọng đánh vượt đỉnh 16.5. Đấy, chúng ta đang đây nhìn một cái đó. Đang kỳ vọng đánh vượt thoát vùng 16.5 thì sang tuần tới thì chúng ta sẽ quan sát thêm những cái vị thế ở đây. Đó, và trong một cái nhịp chỉnh này thì cũng có đánh giá cho các anh chị ở vùng 15.5 sẽ là vùng mà dự kiến chỉnh, và khi cổ phiếu mà vẫn giữ được cái biên 15.5 như vậy là tốt. Và các anh chị nhìn thấy 1 cây này, 2 cây này, 3 cây, 4 cây. Đấy, 4 cây nến trên vùng 15.5. Thêm một em pen nữa, BBB thì BBB cũng đã phân tích một sóng lên và hiện tại thì cũng đang cái mục tiêu 14/14 thì đạt được rồi, và sau khi đạt được mục tiêu này thì cũng đang tìm lại cái vùng hỗ trợ 13/14 để chúng ta tiếp tục cân hàng. Tức là cái cách thức vận động của cổ phiếu như vậy, về đến đây đúng không ạ? Rồi sau đó nó hỗ trợ và lực cầu tiếp tục quay trở lại để đánh break vùng như vậy. Đó, cái cách đi như vậy các anh chị nhá. Thì những cái cách đi này đó chính là cái sự mô phỏng về tương lai. Ở tương lai là một cái gì đấy mà nó vô hình. Chứ nếu mà chúng ta nhìn được á thì chúng ta cắm nhà cắm cửa chúng ta đi hết rồi. Chúng ta còn ngồi đây để làm gì, để nói chuyện nữa. Nhưng tương lai nó là một cái thứ vô hình, chúng ta không cầm nắm được. Và chúng ta chỉ dự báo được là dự là như vậy.
Đó, và nếu nó đúng đó, thì là tốt, còn nếu nó sai thì chúng ta phải SL theo cái quản trị rủi ro tài khoản của chúng ta, đúng không ạ? Cổ phiếu VCI khá là tốt. Trong tuần này thì VCI đã đánh bật lên được đến cái vùng ở đây là vùng 6x, thì trong ngắn hạn VCI sẽ có cái biên tích lũy ở vùng 58 đến vùng 60 anh chị nha. Vùng 58 không gãy thì lực cầu quay lại đánh khoảng trên 2 triệu cổ phiếu, thì như vậy là chúng ta sẽ có tiếp cái target tiếp theo của VCI ở khoảng vùng 65. VCI rồi. HCM, SSI và SSS. HCM thì trong nhịp này cũng đang kỳ vọng em này sẽ đánh lại vùng 33.5 cộng. Các điểm mua không còn. SSI cũng như vậy, hỗ trợ thì các anh chị đã quá rõ rồi, và vùng này thì cũng đang kỳ vọng ở khoảng vùng 35 cộng ở đây. SHS mà hiện tại là đang đi tích lũy nền khá là chặt ở quanh vùng 26 đến vùng 26-27, cái vùng này là các anh chị có thể gom vị thế và gom đủ hàng cũng được, nói chung là gom đủ hàng cũng được, với kỳ vọng đầu tiên sẽ đánh về vùng 3x. Và cái nếu mà SHS mà cứ đi ngang siết chặt ở quanh cái vùng này, chặt được như thế này á, thì cái cơ hội mà khi thị trường thuận thì nó sẽ đánh rất là mạnh, nó sẽ đánh mạnh ở sau đấy, nên là chúng ta cố thủ em này. VND, FPT. VND thì cũng có phân tích cho anh chị đây, đúng không ạ? Vùng 27 đến vùng 28 cho mục tiêu 3x, và trong tuần thì chính xác là cổ phiếu này đã hoàn thành vùng vùng mục tiêu 3x. Trong ngắn hạn những điểm mua nó không còn, và cổ phiếu này đánh khỏe thì nó sẽ đánh lên được khoảng vùng 31 đến khoảng vùng 32, và đây chính là những cái vùng mà chúng ta canh để chúng ta chốt lãi chứ không phải là vùng để chúng ta mua. FPT, à nhầm, FTS chứng khoán. FTS thì trong tuần cũng chính thức là hoàn thành cái vùng mục tiêu 18 trên 18, và phiên ngày hôm qua thì đánh lên, phiên ngày hôm nay thì đang có những cái điểm test lại cung, thì dự kiến là nó sẽ có khoảng thêm một hai phiên test cung nữa ở trên vùng 18 cộng, mà không gãy thì chúng ta sẽ đưa target của em này về 19.5 đến khoảng vùng 2x. Cổ phiếu MBS. MBS trong thời điểm hiện tại là nó đang đi ở cái vùng hỗ trợ của MBS là vùng 22, và vùng kháng cự của nó là vùng 24, thì tạm thời chúng ta sẽ quan sát ở trong cái biên này, quan sát ở trong cái biên này trước khi mà BVS có những cái tín hiệu đánh tiếp theo. Và nếu như BVS có một cái tín hiệu đánh mà lấp lại, tức là có một phiên khoảng tầm 3 triệu và nó đánh 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 ao lên này các anh chị đó, và ao lên này thì cây nến này phải là một cây nến xanh nó, ví dụ thế đó. Vẽ mà nghề của Hùng là vẽ, Hùng học dân xây dựng ra, học kiến trúc ra, nên nghề của Hùng là vẽ chứ không phải nghề của Hùng là phân tích tài chính và phân tích chứng khoán các anh chị nhé. Nhưng mà vì đam mê nên là đã tự học, tự tích lũy và tự thấy được cái gì mình sai, cái gì mình đúng, và sau khi mà tích lũy được một cái nền tảng với cá nhân của mình, với góc nhìn của mình thì mang ra đi nói với mọi người, chấm hết, không có cái gì cao siêu cả. Ở MBS thì như vậy thì chúng ta tạm thời quan sát ở cái biên này anh chị nhé, và có cái hỗ trợ ở đây 23, khả năng là sẽ đi ngang thiết chặt ở quanh cái này. Nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích là đang thiên về kịch bản là đánh vượt đỉnh, nên là MBS sẽ là như vậy. CTS thì trong bản tin tuần thì cũng chính thức là đã hoàn thành cái vùng giá mục tiêu của chúng ta, đó là đâu ạ? Biên 17 trên 17, và phiên này thì nó đang bị dội lại này. Thì về mặt lý thuyết thì nó sẽ bị gọi là khi gặp những cái vùng kháng cự thì nó sẽ bị đảo lại thôi. Thì cổ phiếu này vùng 17.5 đến vùng 18, nói chung là vùng ở đây thì các anh chị có hàng chúng ta sẽ canh chốt. VX thì tính đầu cơ nó rất là cao. VX ở đây vùng hỗ trợ là 35 và vùng kháng cự là 40, thì tạm thời nó sẽ đánh ngang ở trong những cái biên này. Đó, đánh trong biên này thì dòng tiền vẫn khá là khỏe, và dòng tiền đầu cơ của em này thì bây giờ là như vậy, thì chúng ta đánh ở trong cái biên ngắn thôi. Dự kiến lên được vùng 45 nhưng mà chưa chắc, ở cái nhịp này khi nó chạm lại ở vùng 4X thì nó thường nó sẽ có xu hướng bị dội lại ở đây này. Hàng T2, T3 về là sẽ bị bán.
Ở trong cái nhóm này thì có mã BVS nữa, BVS. Ở BVS ở thời điểm hiện tại thì ở đây nó cũng không có nhiều dư địa đâu anh chị, vùng 24.5 là kháng cự rồi, 24.5 đến vùng 25 thì vùng này các anh chị có hàng thì chúng ta cũng canh chốt thôi. Cổ phiếu AS ở thời điểm này cũng đang khuyến nghị trong team cũng lên cầm nắm ở từ vùng, nói chung là mua 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 từ dưới mua lên đó, xong vừa qua thì vùng 87, 88, 89 nhặt thêm một ít và kỳ vọng là nó sẽ ở giữ được ở biên 9 đến 9.3. Hiện tại lực cầu nó đang hơi yếu, chỉ cần một cái phiên nó nổ nổ cầu khoảng tầm độ trên 4 triệu cổ phiếu mà thoát vùng 9.3 thì khi đó thì chúng ta sẽ xác nhận cái xu hướng đi tiếp của AS. Còn đến thời điểm hiện tại thì cũng đang kỳ vọng, tức là đang đặt cái mục tiêu của nó đến vùng 9.3. MSB phân tích con này nữa. MSB trước đây đấy là ngân hàng hàng hải và cái cổ phiếu này mới lên sàn. Tuy nhiên cái tính tạo lập của cổ phiếu này khá là tốt. Và đến thời điểm hiện tại thì MSB trên bảng tiến tuần và chúng ta không ai bị lỗ mã cổ phiếu này nữa. Chắc chắn là mà thậm chí là khi mà chúng ta mua được những cái vùng ở thế này thì nó đã lãi rồi. Và trên góc độ kỹ thuật thì em này sẽ có những cái điểm test lại cung ở đây. Test lại cung ở đây tức là test lại vùng 20.5 không gãy. Và lực cầu tiếp tục duy trì ổn định ở trên 6-7 triệu cổ phiếu thì như vậy là cái xu hướng đi của chúng ta sẽ khá là ok. Ở một mã cổ phiếu nhóm banh nữa là Kiên Long Banh thì cũng có phân tích và khuyến nghị các anh chị vùng mua ở vùng 16.3 đến vùng 17. Vùng này chúng ta cứ mua đi và đâu đó đến cái vùng kháng cự ở trên này 10-20, mạnh lên được vùng 20 thì chúng ta chốt, mạnh hơn nữa thì vùng 22. Tức là Kiên Long Banh thì chúng ta cũng đánh ở trong những cái góc độ, trong những cái biên độ hẹp. OCB cũng là mới mới lên sàn và ông đã có khuyến nghị trong team cùng Lê bắt xổ số và khỏe các anh chị ạ. Mới lên sàn mà đánh như này là quá là khỏe luôn. Và bắt nhịp xổ số này xong thì chúng ta sẽ phải chờ một cái nhịp mà em này em mới chỉnh giảm lại trong một cái nền tảng tích lũy và chúng ta cũng đây cũng là một cái mã cổ phiếu mà tiềm năng. Mã cổ phiếu tiềm năng. Mã cổ phiếu BIC cũng đã khuyến nghị bắt. Và BIC thì bây giờ cơ bản là nó sẽ về khoảng vùng 23 đến khoảng vùng 24 thôi. Không biết là BIC là bắt phiên nào. Mã trắng á. Đánh không ra. Đôi lúc nó hay bị vậy. Ngày mùng 10 tháng 3 nền tảng khá là tốt của BIC. Đây, khi đó thì BIC nó đang đang bé bé ở đang đang giá 21.5. Đang giá 21.5 mà bây giờ là giá 22.65 và dự kiến có thể đi được nhịp này sẽ đi được khoảng về vùng 23 đến vùng 24, tức là về đến cái vùng kháng cự đây. Thì lại mang hàng ra chốt thôi, chúng ta có vùng giá thấp mà. Rồi, chúng ta sẽ đi phân tích các mã cổ phiếu của nhóm ngành thép. Nhóm ngành thép của chúng ta bao gồm có đầu tiên là HPG. HPG sau cái giai đoạn mà nó break vùng á thì nó đang test cung này các anh chị này. Đấy, nó test một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên. Bốn phiên test về biên 45, như vậy tạm thời trong ngắn hạn thì cũng sẽ quan sát biên 45 đến biên 47 của Hòa Phát. Ở Hoa Sen mục tiêu thì vẫn là đánh về vùng 29.5 đến vùng 3x và vùng 27.5 là vùng chốt chặn cuối cùng. Tức là không gãy 27.5 chúng ta cầm, gãy 27.5 chúng ta chốt. Hùng luôn đề ra cho mình đến đến cái khoảng nào thì mình phải bán cổ phiếu ra. Các anh chị lưu ý là như vậy, tức là chúng ta phải chấp nhận cái sai của chúng ta, tức là lệnh SL. Đó, khi chúng ta mua sai thì đến điểm nào sai thì chúng ta phải bán. Vậy thì Hoa Sen cũng như vậy. Gãy 27.5 là bán, có thể bán xong nó về 30 40, đấy là câu chuyện của ngày mai. Nhưng cái câu chuyện của ngày hôm nay khi Hoa Sen bị vi phạm cái tín hiệu kỹ thuật đó là tôi bán. Đó. Rồi, Nam Kim NKG. NKG thì đây cũng như vậy, đó ông đưa ra một cái ngưỡng là ngưỡng cắt, tức là bán cổ phiếu 21, nếu gãy 21 là bán. Không gãy 21, ok, chúng ta cứ cầm. Đó, bây giờ em này đang nhởn nhơ vùng 21.5 đến vùng 22. Và đối với Nam Kim thì đang các anh chị nhá, đây là trong ý tưởng, tức là đây đang đặt ra một cái vùng 25. Và TG25 chấm hỏi là cái mốc để tiếp tục cùng quan sát những cái tín hiệu vận động ở đây để chúng ta xem là ông ấy có đánh thoát được vùng 25 lên đến vùng 25 không.
Còn trên dư địa thì Nam Kim cũng đang nhìn thấy khả năng sẽ đánh lên được vùng này. Cổ phiếu TLH, MTLH thì thôi, theo như Hùng lòng thấy rằng là không còn thơm nữa. Và cái vùng 12 đến vùng 13, đây chính là những cái vùng kháng cự rất là dài, rất là mạnh của TLH rồi. Và vùng này thì chúng ta gọi là vùng kháng cự trung hạn, thì khả năng cũng mang hàng ra để chúng ta chốt thôi. Cổ phiếu TVN nhìn trên góc độ kỹ thuật thì vẫn còn có dư địa để đi tiếp. Về mặt phân tích tuần thì trong tuần này thì TVN chính thức cũng đã đi về vùng 16, 15 năm đến vùng 16, đó chính là cái vùng phân tích định lượng trong một cái trend kỹ thuật đi lên, đúng không ạ? Đó, trong trend, đây là tuần này, tuần trước này kết thúc ở đây là kỳ vọng đi lên vùng này. Và Hùng cũng đã để ra một cái dấu hỏi đây, TG18 có hay không một target 18, thì TVN đang có một cái điểm 15 ở đây. 15 này không gãy, 15 này không gãy thì chúng ta sẽ có cơ hội để TVN đánh lên vùng 18 cộng là còn. Nhóm này có mã VGS thì chủ yếu là ống thép thôi. Thì vùng kháng cự của nó là vùng 20 và hỗ trợ ngắn của nó ở đây 18 18 năm, thì chúng ta tạm thời chúng ta quan sát thêm. Cái con POM nó đầu cơ và nó lên như này rồi thì thôi cũng không tham được nữa đâu. Nếu mà có chăng thì về được khoảng vùng 16 thì chúng ta quan sát để chúng ta nhìn thôi, chứ còn lại đoạn này không tham được. Trong nhóm thép thì chúng ta nói sau đó thì chúng ta sẽ nói đến nhóm xi măng. Xi măng HT1, xi măng cũng đang đẹp, sắt thép đang đẹp mà. Thì HT1 thì chúng ta có nói đến đây này, cái vùng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ 16.5 đến khoảng vùng 16.7 là nói từ rất xa xưa. Cho một cái vùng mục tiêu kháng cự vùng 18.5, đây một điểm đạt được sau nó chỉnh lại nền, và ngày hôm nay thì HT1 đang đánh về vùng lần thứ hai. Thì lần này thì nó có một cái góc độ gì khác không? Thì các anh chị chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ quan sát ở cái biên ở đây, nó đang có cái kháng cự của nó ở đây là khoảng vùng 19.2, tức là 18 năm đến khoảng vùng 19.2 thì có hàng thì chúng ta sẽ tạm thời chúng ta sẽ quan sát ở trong cái vùng này đó. Còn nếu đặt mua được thì theo Hùng đấy là một những cái điểm mà nó sẽ trả cung ở đây này, những cái điểm mà nếu mà thị trường có chỉnh thì nó sẽ trả cung về quanh vùng 18 này, quanh vùng 18, 18 rất ok rồi, quanh vùng 18 rất ok. BCC hôm qua đánh break và phiên nay thì tiếp tục có một cái điểm đánh lên rất là đẹp, và về bản chất thì BCC nó đã thoát vùng 10 đó, thoát vùng 10 với lực cầu đánh như thế này thì về dư địa để BCC tiếp tục đi về vùng 12, và cũng đã khuyến nghị là chúng ta anh em chúng ta là nhặt thêm hàng của nhóm này được. Trong này có thêm một con nữa, con POM, con HOM, POM xong rồi đến HOM, đọc ngọng nghĩu bằng lưỡi. Thì con này cũng là xi măng, con này cũng là xi măng và hiện tại cái lực cầu cũng đang khá là tốt. Nhưng con này thì sẽ nhìn ở trên như này, đó góc độ tổng quan của tuần. Thì Hùng cũng đang 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 ngắm con này, thực ra không phải đang ngắm nó đang gom rồi. Thì trên trên độ góc độ tuần thì nó khoảng tầm vùng 4.5, 4.6 là những vùng rất là đẹp, và nếu như nó trả cung phiên ngày hôm nay là nó trả cung ấy, nhưng mà sau đó nó lại kéo lên ấy. Đó, những cái điểm trả cung lại quanh cái vùng này thì chúng ta có vị thế rồi, thì cứ thế là chúng ta tiến hành và như vậy thôi. Con POM, con HOM này cũng đang đẹp, HOM HEM. Nhìn nó HOM HEM đấy nhưng mà nó cũng không HOM HEM lắm đâu. Rồi, sang nhóm ngành phân bón BFC ta sẽ triển khai nhanh. BFC thì đạt được cái target tuần đó là vùng 21 và sau đó thì hai cây CE, và hiện tại thì nó đang đi về cái vùng ở trên này, cái vùng 23 này này chính là cái vùng kháng cự rất là dày, của gọi là kháng cự trung hạn đó các anh chị. Vì nó kháng cự trung hạn nên là khả năng theo quan điểm của Hùng thì nó sẽ lấp cáp lại vùng 21.5 và về đến vùng này thì cũng sẽ có thêm những cái định lượng để chúng ta có thể tiếp tục mua tiếp gom hàng. Đạm Cà Mau mục tiêu thì vẫn là vùng 10, 17, 18, 17 năm đến vùng 18. Trên cái mục tiêu đó thì nó sẽ nghỉ chân ở khoảng vùng 16.3, các anh chị quan sát vùng 16.3. Và vùng nghỉ chân này có tác dụng như thế nào, có nghĩa là gì? Không gãy tôi cầm, gãy tôi bán, dứt điểm về mặt quan điểm nó là như vậy, gãy gọn như vậy. Ok, Đạm Phú Mỹ rồi. Mục tiêu vẫn là vùng 19.520 và điểm nghỉ chân của nó vùng 18.7.
Nhóm cao su chúng ta nói đến DRC thời điểm hiện tại nó đi ở trong một cái biên rất hẹp ở đây, đó là vùng ở đây vùng 26.5 và biên kháng cự ở vùng 29. Ở biên này thì chúng ta sẽ quan sát thêm ở trong biên này các anh chị nhé, tức là chạm hỗ trợ chúng ta mua, chạm kháng cự chúng ta bán khi mà Hùng đã đưa biên cho các anh chị là như vậy. Cổ phiếu PHR ở đây hiện tại cũng đang đánh ở trong một cái biên khá là hẹp. Thì cũng tạm thời sẽ lấy biên hẹp viên 60 và biên kháng cự của nó là biên 64, tức là đây nó đang vòng theo cái hình sin như này, thì chúng ta sẽ quan sát. SRC đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều cái dư địa và chủ đạo là nó vẫn đang tích lũy đi ngang. Con này thì chúng ta cũng phải nhìn ở trên góc độ tuần, và cái vùng hỗ trợ của nó ở khoảng vùng 20 đến khoảng 20.5 đến khoảng vùng 21. Đó, vùng 20.5, vùng 21, vùng đấy có thể canh mua được. Cổ phiếu DRI là sáng, DRI là sáng. Đó. Và đến thời điểm hiện tại thì DRI cũng đã hoàn thành mục tiêu 9.5 đến 9.5 và hôm nay thì nó đóng cửa 9.6. Về mặt lý thuyết thì trong tuần tới DRI có thể có những phiên đánh chạm 10 và về đến vùng này thì chúng ta sẽ chốt đi một phần các anh chị nhé, sẽ chốt đi một phần. Bởi vì rất có thể là về đến đây thì nó lại đổ lại. Đó, đây, ví dụ như đoạn này đúng không? Thì chúng ta về đến hỗ trợ chúng ta lại cân thôi. Và có một 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 đồng chí trong team của Hùng Lê ấy, là chỉ đánh con AS, có một anh thì chỉ mới đánh mỗi DRI thôi. Anh cứ xem những cái phân tích của Hùng, khi nào mà DRI bảo bán là anh bán, khi nào bảo mua là anh mua, và khi nào gặp những cái vùng hỗ trợ mua là mua, và chỉ đánh mỗi con DRI. Thì khi chúng ta đánh một mã cổ phiếu, tại sao Hùng phân tích rất nhiều mã cổ phiếu? Bởi vì các anh chị biết là mỗi một người có một cái trường phái khác nhau, có một sở thích khác nhau, có một sở đoản khác nhau, có một cái cơ duyên về cổ phiếu khác nhau. Có anh chị thì có rất có cơ duyên với cao su, nhưng có những anh chị đánh cao su để chỉ có chết thôi mà lại có cơ duyên với chứng khoán, và bản thân Hùng Lê cũng như vậy. Hùng Lê rất có duyên với dầu khí đó, BSR là chỉ có ăn thôi chứ không có chết đấy, câu chuyện nó nằm ở chỗ đấy. Nên là không phải là chúng ta hợp với những cái mã cổ phiếu nào, còn trên góc độ phân tích kỹ thuật là mình sẽ cố gắng phân tích ở những cái góc nhìn nó sâu sát nhất cho các anh chị, và trên những cái góc nhìn sâu sát đó thì chúng ta sẽ lựa chọn ra những cái dòng cổ phiếu mà chúng ta chiến đấu được không ạ? HAH đánh xổ số các anh chị, và mục tiêu của nó là vùng 26, thì về đến vùng này các anh chị nhớ canh chốt chút vùng đây. GMD thời điểm hiện tại thì chưa có nhiều yếu tố đột biến, hỗ trợ của nó vẫn là vùng 31, và dòng tiền tiếp tục đi ngang như này thì cổ phiếu nó sẽ tiếp tục đi ngang thôi. Và các anh chị tạm thời chúng ta sẽ quan sát thêm. Cổ phiếu VNA là một em đầu cơ của cái nhóm này, của cái nhóm nhóm cảng biển á, nhưng mà em này thì nó có một cái đặc tính rất là dễ đó. Cái vùng hỗ trợ này 4.48 này, sau đó thì cứ thế mua lên và đến đây ít nhất là đến đây, đến vùng 5 lại bán, thì lướt lát ở một cái điểm góc độ khoảng tầm vài 3-5% đấy, thì cách đánh của từng mã là như vậy. Ở nhóm ngành Việt theo chúng ta nói đến VGI. VGI là một cái mã mà theo như thời điểm hiện tại cùng thì chúng ta sẽ tiếp tục cầm nắm, bởi vì nó cũng đang có những cái dư địa khá là tốt. Mục tiêu của VGI sẽ đánh về khoảng vùng 46 đến khoảng vùng 47, và trên cái mục tiêu đó thì chúng ta có một cái vùng nghỉ chân của nó ở vùng 41.5 đến khoảng vùng 42, đây là vùng hỗ trợ của VGI. CTR chính thức là cũng đã hoàn thành cái vùng mục tiêu 100, và bản thân ở trong thời điểm hiện tại thì cũng đang nhìn CTR không phải là yếu tố về mặt kỹ thuật mà yếu tố về mặt hình ảnh, tức là cổ phiếu đầu ngành của nhóm ngành công nghệ thông tin nó đúng không? Viettel nó là thương hiệu được định giá ở châu Á cơ mà cái mã cổ phiếu của nó thì lại có dưới 100, nghe nó hơi buồn cười. Nên khả năng trong nhịp này thì các bác sẽ kéo CTR nằm trên biên 100, thì đấy là cái suy 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 luận cùng thôi, nó có thể đúng nó có thể sai, nhưng ở trên góc độ kỹ thuật thì nó sẽ test lại biên 100 và trước khi cái lực cầu quay trở lại gia nhập câu lạc bộ 100 đấy, gia nhập câu lạc bộ 100. Nhóm ngành mía đường chúng ta đảo nhanh qua mã QNS bây giờ thời điểm hiện tại đó, thì trong cái bản tin phân tích mà ông có nói đến các anh chị đúng không ạ, hỗ trợ trung hạn QNS là vùng 40 đây anh chị, vùng 40 này đó. Thì khi nào mà cái vùng hỗ trợ trung hạn của chúng ta còn thì cái cơ hội cổ phiếu nó vẫn còn thôi. Đây, về nhúi về đến đây thì ví dụ như các anh chị mà xem bản tin của ông Lê thì chắc chắn là các anh chị sẽ không bán QNS ở vùng 4 đây này, cây cây nến này là suy soát được đâu ạ, sâu nhất là 40.1 đấy, những anh chị bán ở 40.1 thì bây giờ có phải ngồi tiếc không ạ, đúng không ạ? Chúng ta tại sao chúng ta phải bán như vậy?
Đôi lúc là bây giờ về đến đoạn này là bắt đầu mua đây này, về đến 43 là bắt đầu mua, nhưng 43 nó lại là kháng cự, khổ thế chứ lại. Đúng không ạ? Cái vòng luẩn quẩn quá. Đấy, có khi bán ở 40 xong tiếc quá, 40.1 tiếc quá, xong về đến 43 lại mua, mua xong lại lỗ. Thì QNF nó có một cái hỗ trợ trung hạn ở đây, và hiện tại thì cái vùng 43 này đang là những cái vùng kháng cự, 43 44 là đang là kháng cự đó các anh chị. Thì về đến vùng này thì tạm thời chúng ta lướt lát ở trong biên ngắn đi, về hỗ trợ chúng ta mua, kháng cự chúng ta bán. FBT đó, FBT này hỗ trợ của nó này, đây vùng 22. Trong bản tin tuần cũng có nói đến các anh chị đúng không? Cái vùng 22, và đến bây giờ thì phiên ngày hôm nay là một cái phiên khá là bất thường. Đó, nó chạm đến vùng 24, thậm chí có thể tuần sau nó kéo lên được suy soát khoảng tầm vùng 25 như vậy. Đến cái vùng 24 đến vùng 25 thì nhiều người lại lăn đùng ra mua. Thì mua vùng này xong rồi nó lại xả ra một nhát lại lỗ. SLS. SLS là một cái mã cổ phiếu mà đây này. Đấy, chúng ta đi phân tích một cái trend lên. Nhìn cái thanh khoản nó thấp các anh chị ạ, nhưng mà nhìn cái lực đi này, các anh chị có thể xem lại cái mã SLS mà chúng ta phân tích đồng hành liên tục ở trên các bản tin tuần, và đến thời điểm hiện tại là đã hoàn thành 125 trên 125. Và sau khi nó hoàn thành 125 nó đang có những cái điểm test lại này, và khả năng nó sẽ lấp gáp lại quanh vùng 120. Bởi vì sao mình có nói đến phân tích cái câu chuyện của SLS và cái câu chuyện của con cổ phiếu này là cái tính tạo lập của nó rất là tốt. Tức là khi nó đánh, đây các anh chị nhìn thấy một lực đánh nha. Đó, một lực đánh từ đây, từ vùng 20 mà lên vùng 120 thì đây cũng như vậy. Nếu nếu mà mình không nhầm thì mình bắt đầu tiếp cận đến con này, con SLS ở khoảng vùng giá 50. Đâu, đâu, đâu ở vùng này này, xong vùng 70. Đó, và bây giờ chúng ta phân tích một cái sóng lên như vậy rất là dài. LSS cũng là một cái mã cổ phiếu rất là yêu thích của Hùng, và Hùng đang phân tích LSS trên một cái góc độ trung hạn. Và góc độ trung hạn này thì mục tiêu của nó đó, trong tuần trước đúng không? Cũng có nói đến vùng nghỉ chân của nó ở vùng 12.5 đúng không ạ? Anh chị cứ xem lại đi. Có đấy, có 12.5. Mục tiêu đánh về vùng 15 và về đến 15 là các cụ dạy rồi, biết đủ là đủ, khả năng đến vùng 15 thôi. Đến vùng này thì chúng ta sẽ chốt và chúng ta sẽ giữ lại khoảng tầm 30% cổ phiếu để chúng ta neo đến đỉnh, và đỉnh đến đâu thì chúng ta sẽ chờ tiếp. LS tương đối đẹp. Ở danh mục dệt may chúng ta có mã cổ phiếu TCM. TCM là khuyến nghị đánh xổ số, và mục tiêu của TCM là đây, trên bản tin tuần là vùng 86. Thì phiên ngày hôm nay là phiên ngày hôm qua, phiên ngày hôm nay chạm vùng giá mục tiêu của nhịp xổ số. Về đến vùng này thì khả năng là lại tòm tòm giống như thế này, gặp hỗ trợ, và cái hỗ trợ mà mình phân tích ở đây 72 72.5. Về đến hỗ trợ này thì chúng ta nếu mà nó lại có những cái tín hiệu lình trình tích lũy này thì chúng ta lại gom hàng đó. Thế thôi, có gì đâu. TNG đâu các anh chị? Rồi, TNG đây, kháng cự này 26 này, thấy chưa? Chạm này, chạm bị đứt này, chạm bị đứt này, phiên này cũng chạm lên bị dội lại này, thì trong ngắn hạn TNG vẫn là vùng mục tiêu, vùng 26. Về vùng này có thể là vùng 26 27 gì đó, hôm nay vùng này thôi. Canh chốt và về hỗ trợ chúng ta cân lại. VGG, rồi VGG phiên ngày hôm nay định đánh break vùng 40 nhưng mà không đánh nổi, à vùng 50. Thì cái câu chuyện về VGG thì cũng có nói với các anh chị đúng không ạ? Cái cổ phiếu này nó đánh rất là dễ đánh thôi. Đó, thì những cái vùng hỗ trợ sâu này 41, 42, và đây Hùng đang phân tích một cái sóng lên của VGG khoảng vùng 48, 49, và Hùng có nói là đến cái vùng khoảng vùng 49, vùng 49 đến vùng 50 thì chúng ta sẽ canh chốt, chúng ta sẽ canh chốt ở vùng này các anh chị nhá. 49 đến vùng 50 VGG. VGT. VGT ở trong thời điểm hiện tại đó thì cũng đang nói với các anh chị đây, một cái vùng kháng cự của nó tương đối mạnh ở khoảng vùng 21.5 vùng 20, à 21.5 đến vùng 22. Và trên cái vùng kháng cự này thì cũng đang nhìn thấy rằng là cổ phiếu đang có xu hướng đi ngang, và cái đoạn đi ngang này không có mua. Được chưa? Đoạn đi ngang này thì chúng ta chỉ nhìn thôi. Có hàng thì chạm kháng cự chúng ta chốt. GIL cũng khuyến nghị cho tất cả anh chị em của chúng ta đánh nhịp xổ số, và mục tiêu ngày hôm nay thì đã hoàn thành ở vùng 71 trên 71 và hoàn thành rồi, thì
Theo Hùng là như vậy thôi, thì nó lại về đến đây thì nó lại chỉnh giảm về mặt kỹ thuật ở đây, và chúng ta sẽ chờ những cái điểm gom lại kỹ thuật ở đây khoảng quanh vùng 64 đến vùng 64.5 đến vùng 65 đó. Cách thức là như vậy, Hùng luôn tìm những cái điểm hỗ trợ để chiến đấu. MPC ở thời điểm hiện tại thì cũng chưa có nhiều các cái dư địa đâu, và mục tiêu thì khả năng thì với cái điểm này thì vẫn đang đạt ở khoảng vùng 39.5, và về vùng 39.5 thì chúng ta sẽ canh chốt VHC đó. VHC đây các anh chị, đập đầu vào là chết ngay 43.5, tức là cái vùng kháng cự 43.5 cũng có nói rồi trên bản tin tuần đúng không ạ, và về đến đây thì nó lại bị chỉnh giảm lại. Khi nó chỉnh giảm lại như thế này thì nó sẽ đâu nhỉ, đây này, những cái điểm chỉnh kỹ thuật được ạ, quanh vùng 41.5 đến 41.7. Tài khoản nào đang có thì chúng ta lại canh mua hỗ trợ, xong về kháng cự thì chúng ta lại bán. Đó. CMX. CMX cũng đang đẹp rồi. Với cái cách đi như này của CMX thì chúng ta cũng có thể hoàn toàn kỳ vọng CMX sẽ tiếp tục đánh 16.5, sẽ là điểm dừng chân và không gãy 16.5, tức là cái ý đồ tạo lập của cổ phiếu này sẽ tiếp tục đánh. ANV. ANV thì chưa có nhiều các cái dư địa đâu. Trên ngắn hạn thì cái vùng kháng cự vùng 24. DHC khỏe quá, bây giờ cứ thế đi, và khả năng thì em này cũng sẽ gia nhập cái câu lạc bộ 100 thôi. Trên tuần thì nó đã đi xong cái vùng 80 rồi, và nó đã đi lên được khoảng vùng 85, và cái đoạn này nhìn cái vol nó đều tăm tắp như này, các anh chị có biết ai đánh không ạ? Còn lâu mới nói, nhìn thế là đủ hiểu, chúng ta không nên nói ra. Và khả năng thì nó sẽ kéo lên khoảng vùng 90. Trong cái bây giờ là bao giờ rồi, 1 giờ 15 phút rồi. Ok, Hùng sẽ phân tích ba cái mã liên quan đến vật liệu xây dựng nữa, đó là KSB. Đoạn này đầu tư công mà, đầu tư công thì chúng ta sẽ có liên quan đến KSB. Thì đối với KSB ở thời điểm hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy cái vùng kháng cự dày là vùng 35 đến vùng 36, và một lần hai lần, và hiện tại thì cũng đang công lại vùng kháng cự, và trên quan điểm kỹ thuật là gặp kháng cự là không có mua, trừ khi nó đánh break kháng cự và nó có những cái điểm tín hiệu kỹ thuật xác nhận thì đó chúng ta mua sẽ an toàn hơn đó. Ví dụ như đoạn này gặp kháng cự mua xong rồi tèo đấy, rồi đoạn này gặp kháng cự mua xong thì có khi là nó đạp cho mấy nhát này là về đến vùng 32 là nháo nhào là lại 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 bị ấy, là bị bán ra. Thì KSB với dư địa này thì KSB sẽ đánh lên, tức là sẽ đánh lên như này, sẽ đánh lên, có thể là sẽ đánh chạm lên được, chạm lại vùng 36, và đến cái vùng 36 này thì chúng ta sẽ có thêm những cái đánh giá. Anh chị nào đang có hàng thì đang chốt điểm mua sẽ không còn. PLC mục tiêu là sẽ đánh về vùng 32, đánh về vùng 32, đấy rồi đúng không? Tức là về 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 mặt lý thuyết thì nó đẹp, nó sẽ ở khoảng vùng 31 đến vùng 32, và PLC thì hiện tại lực cầu cũng đang khá là tốt. Tuy nhiên các điểm mua cũng không còn nữa anh chị nhá. View để cho anh chị là chúng ta đang có hàng thì về đến những cái vùng kháng cự này thì chúng ta sẽ mang hàng ra chúng ta chốt, còn không phải là vì lý do là đầu tư công nên là chúng ta cứ thế là chúng ta cắm đầu vào chúng ta mua đâu. Chúng ta chờ những cái điểm hỗ trợ để chúng ta mua. Đấy, ví dụ điểm hỗ trợ này 22 này, điểm hỗ trợ thứ hai này 26 năm này. Đó, thì đây là những cái điểm hỗ trợ có thể mua. Một cái mã nữa là DHA, mỏ đá em này, DAH à? Ôi sao em nào mà đẹp thế này, đầu cơ à, khách sạn Phương Đông hay là cái gì này, được đánh gõ nhầm một cái mã cổ phiếu này đẹp phết đấy. Có khi đánh về 6 được DAH. DHA. DHA đến thời điểm hiện tại thì nó cũng đang, tức là về mặt trend kỹ thuật đó, trend trung hạn đó, thì nó cũng đang đi vào một trend trung hạn là các anh chị này. Đó. Nó cũng không còn cái gì để mất cả. Và chính vì không còn cái gì để mất nên là chúng ta sẽ thấy lấy ở vùng 51.4. Đó, 51.4. Sao lại thế nhỉ? Sao lại chọc lách đấy? 51.4 làm cái nền, để lấy cái nền này là cái nền hỗ trợ của DAH ở trong cái nhịp này. Đúng rồi, DHA cho những cái vùng mục tiêu tiếp theo, và cổ phiếu này thì nó đi hơi chậm, đi hơi chậm.
Phân tích một số các thêm hai cái mã cổ phiếu của nhóm ngành hóa chất rất là quan trọng, khuyến nghị đầu tư nữa là DGC. DGC. Rồi DGC thì cái mục tiêu 70/70 đã hoàn thành và đây nó test cung, và với cái cách đi như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục nâng cái target của em này lên khoảng vùng 80. Đi rất chậm và không cẩn thận thì em này cũng sẽ gia nhập cái câu lạc bộ 100k 100.000. Rồi CSV xem nào. Em hút CSV đó, trong tuần thì đã có những cái điểm đánh về kháng cự vùng 34 và sau đó test cung. Đang đi về lại test cung, nhìn xem nào, tổng thể nào, test cung như này đẹp chưa? Test cung như thế này là đẹp. Test cung ở 32, ở vùng 32 không gãy và chúng ta sẽ lấy vùng 32 làm vùng hỗ trợ của nó. View một phát trên trend trung hạn nào, đẹp rồi. View một phát trên trend trung hạn là đẹp rồi. Và CSV và DGC là hai mã cổ phiếu của bộ ngành hóa chất. Khuyến nghị các anh chị chúng ta cầm dài và đánh dài. Chúng ta xem một số con pen tí nhé, hút. Hút cũng thời điểm này cũng đẹp quá, test cung vùng 5.8 không gãy. Mục tiêu của hút ở trong nhịp này chúng ta vẫn đưa hút về khoảng vùng 7. Cổ phiếu HAR thì nó hơi chối một tí, đoạn này đánh hơi phục phù là cái dòng tiền hơi kém. Tuy nhiên trên góc độ kỹ thuật chúng vẫn lấy vùng 5 là vùng hỗ trợ và vùng kháng cự của nó vùng 6. Cứ hỗ trợ mua, kháng cự thì vùng bán, nó chỉ như vậy thôi. Hai vùng lấy vùng hỗ trợ của nó là vùng 3 và vùng kháng cự ở đây đang kỳ vọng đánh về khoảng vùng 36. Nhịp này là đánh về vùng 36 từ vùng đây, tức là kỳ vọng nó đi như thế này. Đó, kỳ vọng đi như thế thì nó đang có một cái vùng nghỉ chân ở đây 3.25. 3.25, vùng 3.25 mà ổn. Ổn có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái cổ phiếu này nó cứ lừng khừng ở trên này thôi. Được, đánh tiếp giống như nó lừng khừng ở đây này. Nó lưng khừng ở vùng 3.1 này, xong đấy nó lưng khừng ở vùng 3 này, đó, đó, nôm na thế. Cổ phiếu AMD, đoạn này cũng có mấy mã cổ phiếu của anh Quyết cũng thấy hay. AMD, đấy, một nhát hỗ trợ đây, hỗ trợ của AMD đây, 29. Bây giờ nó lại lưng khừng này, lưng khừng điểm thứ nhất này, 3.14 này, bây giờ thì cho nó lên đây đi cho nó dễ nhìn này. Vùng 3.2. Đó, 3.2, điểm nghỉ chân 3.2. Anh cứ nghỉ 3.2 cho em. Đó, đừng có gãy 3.2. Để chúng ta có một cái mục tiêu của con pen này sẽ đánh từ đây, đâu đó chạy đến đây. Thôi, thế thôi, pen đoạn này ăn ngắn ngắn một tí. AMD, HHS. Rồi, HHS là em của TCS. Đó, và HHS thì cũng đang kỳ vọng một cái mục tiêu đi về trong cái team cũng đang phân tích đi về vùng 7 và mạnh hơn thì có thể đi được về vùng 7.5. Và đây là những cái vùng target mà chúng ta cũng sẽ canh để chúng ta chốt hàng. Rồi các anh chị, trong nhóm pen thì chúng ta sẽ nói đến cả một cái mon ITA nữa mà mọi người cũng đang quan tâm và thậm chí là trong team cũng lên thì đang nắm. ITA thì cũng có nói phân tích ITA từ cái vùng rất dài rồi, 5.5 đến vùng 6, sau đó thì có một cái vùng hỗ trợ 6.25 để mục tiêu công về vùng 7 và phiên nay thì công 7 nhưng mà tụt lại một tí, không sao cả, với lực cầu phiên nay khá rồi, 15 triệu rồi thì cũng đang kỳ vọng là sang tuần tới ITA sẽ có những cái điểm test tích lũy và từ vùng 7 này sẽ đánh tiếp. Đó, đánh tiếp và khi nó break 7 tức là nó sẽ có một cái cách đi là nó sẽ thoát 7 và test lại 7. Đó, test lại 7 thành công thì chúng ta sẽ tổng lực để chúng ta mua. Tổng lực được hiểu có nghĩa là phải dành cho những tài khoản mà chúng ta đã mua theo những cái khuyến nghị trước đó và chúng ta đang nắm giữ. Đó, thì chúng ta có thể nhân đôi cái số lượng chúng ta đang nắm. Ok, như vậy là bản tin tuần nay thì cổ phiếu thì tạm thời chúng ta sẽ phân tích ở trên những góc độ như vậy. Tất cả những cái mã cổ phiếu nào các anh chị chưa được phân tích, chưa được cùng nói ở đây thì các anh chị vui lòng comment bên dưới dòng thời gian cùng lên ở đây để chúng ta sẽ thu xếp thời gian để trả lời tất cả những cái hỏi về mặt cổ phiếu của anh chị. Còn không tranh luận về quan điểm đó, về góc độ kỹ thuật là như vậy. Bởi vì đây là những cái góc nhìn của Hùng Lê, của cá nhân Hùng Lê. Đó, các anh chị cảm thấy yêu thương, cảm thấy thích thì chúng ta mang về nhà chúng ta dùng. Rồi, phần cuối cùng, phần thứ ba thì Hùng sẽ nói nhanh đến cái câu chuyện về thị trường chứng khoán Việt Nam và dư địa như nào. Thì rõ ràng một điều là chúng ta thấy rằng chỉ số Dow Jones đang
gọi là ầm ầm để vượt qua những vùng kháng cự, những cái chỉ số thị trường chứng khoán châu Á cũng như vậy rất là tốt, nhưng tỷ số của Việt Nam thì vẫn ì ạch, và cái sự ì ạch này nó đến tuần 1, 2, 3, 4, nó đến từ 4 tuần nay, và chúng ta vẫn không thể vượt thoát được những cái vùng kháng cự rất là mạnh của thị trường. Thì nó đã có ba cái lý do mà ông đã có phân tích và chia sẻ với góc nhìn của Hùng, còn với góc nhìn của các anh chị, hoặc với góc nhìn của các chuyên gia, hoặc với góc nhìn của các nhà lãnh đạo, hoặc là với góc nhìn của các đồng chí làm ở các sở ban ngành về tài chính vân 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 vân, thì đấy là các góc nhìn khác nhau. Nhưng với góc nhìn cá nhân của ông Lê thì nó có ba cái yếu tố như vậy dẫn đến cái câu chuyện là thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn đang không thể vượt thoát qua được những cái vùng kháng cự mạnh. Thì trên góc độ kỹ thuật, thì tuần mới, tức là tuần giao dịch của ngày của tuần thứ ba của tháng 3, thì Hùng cũng vẫn tiếp tục giữ các cái vùng kháng cự của thị trường. Các vùng kháng cự thị trường cụ thể như sau, cụ thể là VN Index chúng ta vẫn lấy cái vùng kháng cự mạnh đó là vùng 1.200 điểm, và cái biên dưới nó hơn một tí đó là vùng 1.100 đấy, vùng 1.195 điểm của VN Index, và vùng hỗ trợ cứng của VN Index chúng ta vẫn lấy vùng 1.150 điểm. Đối với chỉ số VN30, đó là vùng 1.195 đến vùng 1.200 điểm là vùng kháng cự. Vùng 1.100 chúng ta sẽ lấy khoảng vùng 1.155 điểm, đó là vùng hỗ trợ, và nó có những cái hỗ, tất nhiên trên cái hỗ trợ trên này thì nó có những cái hỗ trợ cao hơn ở trên này, thì chúng ta sẽ lấy những cái biên hỗ trợ sâu như vậy để chúng ta phân tích. Và đối với chỉ số VN30F1M thì kháng cự trên nó song hành cùng với cả VN30, đó là vùng 1.195 vùng 1.200 điểm, và đối với biên dưới của phái sinh thì Hùng sẽ lấy ở vùng 1.147 điểm, đó là cái biên hỗ trợ khá là cứng của chỉ số này. Và tuần tới sẽ là tuần mà đáo hạn hợp đồng phái sinh, cùng với đó hốt thì sự dự kiến sẽ tiếp tục lỗi, và cùng với đó thì các cái hoạt động tái cơ cấu quỹ ETF trong của quý 1 để hướng cho danh mục của quý 2 trong tháng 3, thì như vậy là chúng ta sẽ có những cái yếu tố như vậy, và đấy là những cái yếu tố mà nó sẽ tác động lên tâm lý nhà đầu tư, tác động lên cả các cái chỉ số chung của thị trường, thì thị trường của chúng ta dự báo cũng sẽ chưa có nhiều cái dư địa. Và thêm một cái ý nữa mong chia sẻ trong cái thời điểm hiện tại, đó là cái phương pháp đầu tư của chúng ta như thế nào cho nó hiệu quả nhất, thì chúng ta sẽ chọn những cái điểm hỗ trợ để chúng ta vào cổ phiếu, và trên góc độ là chúng ta sẽ canh các cái nhịp long và short của phái sinh đó, những cái điểm nào là hỗ trợ của phái sinh thì chúng ta sẽ canh ở những cái phiên đó, ở những cái thời điểm đó để chúng ta mua vào cổ phiếu. Và sau khi mà cái tín hiệu tạo nền của phái sinh xong, của VN30 xong, nó long trở lại, thì đấy là thời điểm mà chúng ta bắt đầu giải ngân để chúng ta mua lại những cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm. Và sau đó T1, T0, T1, T2 nó hồi lại thì chúng ta lại bán đi cái phần mà chúng ta mua. Tức là trong tài khoản của chúng ta luôn có một mã cổ phiếu A, và luôn luôn có hàng bán ra của cổ phiếu A, và luôn luôn có hàng mua về của cổ phiếu A. Đó, gọi là giao dịch T0, nó nôm na, nó cũng xem nó là như vậy. Thì cái chiến lược tạm thời trong cái thời điểm hiện tại là cái dữ liệu nó méo mó, thị trường nó méo mó, thì chúng ta thích ứng theo cái sự méo mó đó, và chúng ta đánh ở trong những cái biên ngắn, biên hẹp như vậy. Bản tin tuần này đến đây là hết. Hôm nay Hùng Lê có việc nên Hùng Lê làm bản tin sớm. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh chị em nhà đầu tư của chúng ta trong các cái bản điểm tin tuần tiếp theo. Chúc cả nhà có 2 ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân, bên gia đình. Chúng ta sẽ tạm thời rời xa thị trường, chúng ta sẽ làm những cái việc với cuộc sống của gia đình của chúng ta để có thêm niềm vui. Đó, nên vui. Và chúng ta sẽ quay trở lại thị trường với một cái tâm thế, vị thế nó tốt hơn, nó vui vẻ hơn, nó happy hơn và nó rộng mở hơn. Cái chính là như vậy, nó rộng mở hơn, cái bàn tay của chúng ta dang rộng ra để chúng ta đón nhận những cái gì tốt đẹp xung quanh. Những người nào đang khó khăn, những cái gì đang khó khăn, những cái người nào mà chưa được, những người nào làm được rồi, chúng ta hãy cùng nhau tương trợ với nhau để cùng đi đến một cái đích đến cuối cùng. Khi mà các anh chị về với cộng đồng chứng khoán chiến binh trên từng con sóng, đó là chúng ta nhận những cái góc nhìn về mặt phân tích kỹ thuật, góc nhìn về mặt phân tích thị trường, góc nhìn về mặt phân tích cổ phiếu, và chúng ta tham khảo những gì đó để mang về, để làm sao để chúng ta có được những cái góc nhìn tốt hơn, để chúng ta có được những cái phân tích định lượng tốt hơn, và từ những cái phân tích định lượng tốt hơn đó thì chúng ta sẽ có những cái điểm mua, điểm bán cổ phiếu tốt hơn. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong các bản điểm tin tiếp theo.